lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 401, át chủ bài của Lục Cận Phong. Vẻ mặt của Tô Duy rất không tự nhiên, Tô Yên cười cười, tay chống cằm, cảm thán nói, tiểu Duy của chị lớn rồi, không còn là con ốc sên đi theo sau lưng chị nữa rồi. Chị, em sẽ luôn là em trai của chị. Tô Duy khoác tay Tô Yên chị, cho dù có thế nào, chị vẫn luôn là người chị thân yêu nhất của em. Cái miệng này thật là ngọt. Tô Yên cười nói, đừng có nói lời ngon tiếng ngọt với chị, đúng rồi, chị và anh rể em bàn bạc rồi, hai ngày nữa sẽ rời khỏi đây, Đế Đô có nhiều việc, việc ở công ty cũng rất nhiều, em đó, trở về thì tới tập đoàn Tô Thị giúp một tay đi, đừng có cả ngày đua xe nữa. Tuân lệnh. Tô Duy cười, chị, phong cảnh ở trên đảo thật là đẹp, thật khiến người ta thật không nỡ rời đi, phong cảnh ở Tam Á còn không bằng một phần ngàn ở đây, đúng rồi chị, khu rừng sương mù kia. Tô Yên cắt ngang, đừng tới chỗ đó, nghe anh rể em nói, đó là nơi mà những người sắp rời đảo huấn luyện cửa ải cuối cùng, ra khỏi được nơi đó thì mới có tư cách tốt nghiệp, nhưng mà 10 người vào đó, chỉ có một nửa là tự mình đi ra được, sức khỏe của em yếu, không đi đến những nơi kiểu đó được đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ghê gớm vậy sao? Tô Duy ngạc nhiên. Ừm. Tô Yên liếc nhìn máy tính một cái. Nhìn thấy Hạ Phi cõng Kawaii trở về, thuận miệng nói, đúng rồi, mẹ chị đã đi nhận thi thể của Lệ Quốc Minh rồi, chôn ở Nghĩa Trang Bắc Giao, sau khi em về, có thời gian thì đi cúng đi. Chị, tự nhiên chị lại nhắc đến người đó làm gì? Tô Duy cau mày, em không đi đâu. Nói xong, Tô Duy bắt đầu ho khan dữ dội, tay che lồng ngực, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Duy, sao vậy, có phải lại đau không? Tô Yên bị dọa, mau chóng cho người đi gọi Sa Thành nghỉ. Tô Duy ho mãi, rồi cả người ngã xuống sofa. Sa Thành Nghị vội vàng tới đây, lập tức kiểm tra đồng tử của cậu ta, véo nhân trung, dặn dò, đưa cậu ấy đến phòng thí nghiệm. Lập tức có người đưa Tô Duy đi. Tô Yên còn phải trông chừng Tam Bảo và Tứ Bảo, không thể đi theo, cô gọi Sa Thành Nghị lại, anh Sa, Tiểu Duy có sao không? Chắc là, không có vấn đề gì lớn đâu. Sa Thành Nghị nói, chị dâu, chị cứ giao cậu ấy cho tôi là được. Làm phiền anh rồi. Sau khi Tô Duy được đưa đi, Tô Yên ở trong phòng một lúc, Lục Cận Phong vẫn chưa trở về, cô đưa con cho người trên đảo trông, rồi tự mình đi ra ngoài. Tìm đại một người trên đảo hỏi là sẽ biết ngay Lục Cận Phong đang ở đâu. Ở bộ phận thông tin. Một chàng trai trẻ nói, chị dâu, tôi đưa chị đến đó tìm đại ca. Được. Không ai dẫn đi, Tô Yên cũng thật sự không dám đi lung tung trên đảo. Phòng thông tin cũng không xa lắm. Đi mấy phút là tới. Chị dâu, đại ca đang ở trong đó. Tô Yên nói, tôi tự đi vào là được rồi. Đẩy cửa ra, phòng thông tin rất lớn, người nào cũng đều đang ngồi ở vị trí của mình làm việc, nhìn thấy Tô Yên, tất cả lần lượt gọi một cách kính trọng, chào chị dâu. Chào chị dâu. Tô Yên. Cô bỗng có cảm giác mình trở thành người phụ nữ của đại ca bến Thượng Hải. Lục Cận Phong ở trong phòng trong, Tô Yên trực tiếp đẩy cửa ra. Sau đó nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đại ca, em thật sự rất thích anh, em muốn làm người phụ nữ của anh, cho dù chỉ một lần thôi cũng được, anh coi như là thương hại em mà tác thành cho em đi. Một cô gái có thân hình khá đẹp, kéo tay Lục Cận Phong sờ ngực mình, cảm xúc kích động, đại ca, từ ngày đầu tiên lên đảo, em đã yêu anh rồi. Cút ra ngoài. Lục Cận Phong mau chóng gạt cô gái ra, sắc mặt u ám, còn lần sau nữa thì rời khỏi ám dạ. Đại ca. Vành mắt của cô gái đỏ hồng, bị Lục Cận Phong hét đến ngẩn ra. Tô Yên đứng ở trước cửa, khẽ ho một tiếng, nhắc nhở người bên trong sự tồn tại của mình. Lục Cận Phong quay đầu nhìn thấy Tô Yên, đột nhiên có dự cảm không tốt lành. Yên Yên, em nghe anh giải thích. Em không nghe, em không nghe. Tô Yên che lỗ tai lại, bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng, chỉ vào Lục Cận Phong, được lắm, Lục Cận Phong, em ở nhà trông con, nhẫn nhục chịu khó. Vất vả cực khổ, anh lại ở sau lưng em quyến rũ người phụ nữ khác. Lục Cận Phong đè đuôi lông mày. Sao mấy câu này nghe có vẻ giả thế? Tô Yên xông vào, chỉ vào cô gái, nói với vẻ vô cùng đau đớn, anh tìm một người đẹp hơn em thì thôi đi, loại hàng này, muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng không có mông, còn không đẹp bằng một phần mười em, anh tìm người thế này là muốn sỉ nhục ai hả? Cô gái! Lục Cận Phong! Diễn sâu quá rồi! Cô gái nhìn ngực và mông của mình, đỏ mặt phản bác, tôi làm gì có. Tô Yên cắt ngang, đúng rồi,
cô làm gì có ngực và mông, ốm như cây củi vậy, thế mà còn muốn chồng tôi sờ, sờ xương à? Đại ca, lòng tự tôn của cô gái bị quăng xuống đất dẫm đạp, vốn dĩ cô ta chỉ đỏ mắt, nhưng lúc này nước mắt đã chảy ra rồi. Ra ngoài, Lục Cận Phong cũng không có kiên nhẫn, lạnh mặt, Thanh Nhu, lúc đầu khi cô lên đảo thì nên hiểu rõ quy tắc trên đảo, tự mình đi chịu phạt đi. Vương Thanh Nhu có cảm giác bị vả mặt, làm gì còn mặt mũi nhìn ai nữa, cô ta cúi đầu, đỏ mặt chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tô Yên và Lục Cận Phong. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Đấm tay Lục Cận Phong để bên môi, khẽ ho một tiếng, vợ, em nghe anh giải thích, anh hoàn toàn không biết tại sao cô ta lại đột nhiên như vậy, có lẽ là bị chúng ta rồi. Ánh mắt Tô Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Cận Phong, Lục Cận Phong, trên đảo có không ít gái đẹp, em vô cùng nghi ngờ anh đang xây dựng một hậu cung cho bản thân mình, anh là người đứng đầu ám dạ, anh muốn bọn họ làm gì, bọn họ dám không làm sao. Cô chụp cái mũ quá to lên đầu anh rồi. Vợ, bà xã, Yên Yên. Anh có gọi em là mẹ cũng vô dụng. Lục Cận Phong thật sự suýt nữa đã gọi mẹ. Anh tự mình suy nghĩ lại cho kỹ đi, nếu thật sự không được thì chúng ta ly hôn. Bỏ lại câu này, Tô Yên tức giận đùng đùng mà xoay người rời đi. Ly hôn? Làm sao có thể? Không dễ gì mới gạt được, à không, lấy được vợ về, làm sao có thể bởi vì một người ngoài mà ly hôn được? Yên Yên, đừng giận nữa mà. Lục Cận Phong đi theo, anh đã từ chối cô ta rồi, lần này anh thật sự bị oan mà. Lục Cận Phong đi theo cô đến trước cửa phòng, Tô Yên không quay đầu, cũng không cho anh sắc mặt tốt, ầm một tiếng đóng cửa lại. Làn gió lạnh lẽo đập lên mặt Lục Cận Phong, anh mau chóng lùi về sau một bước, Yên Yên. Lục Cận Phong gọi một lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa, anh ủ rũ quay đầu, nhìn thấy đám người Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, còn có Vạn Nhất và Hạ Vũ, cùng Hạ Phi và Hạ Vũ mặc ở ngay sau lưng. Trên mặt ai cũng mang vẻ mặt xem kịch hay. Lâu Doanh cười hi hi hỏi, anh rể, lại chọc giận chị tôi rồi à? Khụ khụ. Lục Cận Phong ho khan hai tiếng, nói với vẻ nghiêm túc, đây là thú vui của vợ chồng, mấy người chưa kết hôn sẽ không hiểu đâu. Hạ Vũ mặc cười cười vạch trần, Daddy, cha bị mẹ đuổi ra ngoài chứ gì? Hạ Phi nói, Daddy, chuyện cha đuổi theo mẹ từ phòng thông tin về đến đây, bây giờ đã truyền khắp đảo này rồi. Mới có mấy phút đồng hồ. Lục Cận Phong. Không chỉ như vậy, rất nhanh chuyện Vương Thanh Nhu tỏ tình với Lục Cận Phong, bị Tô Yên bắt quả tang ngay tại trận cũng đã được lan truyền khắp đảo rồi. Đám người Vạn Nhất tỏ vẻ chờ xem kịch hay. Cuối cùng trên đảo cũng có chút chuyện hay rồi. Lâu Doanh liếc Vạn Nhất một cái, đàn ông các người đều là động vật không quản lý nổi nửa thân dưới. Vạn Nhất không phục, hỏi ngược lại một cách dở khóc dở cười, chị hai à, giữa hai chúng ta. Rốt cuộc là ai không quản nổi chính mình đây? Sáng nay tôi thấy rõ ràng cô nhìn bọn họ đến chảy nước miếng đó nha. Lâu Doanh xoay người rời đi. Lục Cận Phong dỗ Tô Yên cả ngày cũng không có kết quả. Thực ra anh cũng biết Tô Yên không phải đang tức giận thật, chỉ là một cô gái giả nai mà thôi. Tô Yên sẽ không để vào mắt, cô chỉ là đang cáu kỉnh với anh thôi. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tuyệt đối không thể để qua đêm. Nhất định phải giải quyết ngay trong ngày hôm đó, cuối cùng Lục Cận Phong đành phải lấy át chủ bài của mình ra. Lục Cận Phong đi lại mấy vòng bên ngoài phòng, gọi Hạ Vũ tới, cậu tìm một bộ tóc giả, một bộ bikini cho tôi, bây giờ cần dùng liền. Chương 402, Lục Cận Phong giả dạng thành nữ chính. Màn đêm buông xuống, đèn trên đảo sáng rực. Tô Yên đang thăm Tô Duy trong phòng thí nghiệm. Có đỡ hơn chưa, Tô Yên đem theo vài món ăn thanh đạm. Anh Sa nói rồi, không có trở ngại gì lớn. Tô Duy dựa vào đầu giường, trên trán đổ mồ hôi lạnh, nói chuyện cũng không có sức gì mấy. Còn nói là không sao, đã yếu đến như vậy rồi. Tô Yên cau mày, em ăn đồ ăn trước đi, chị đi tìm anh Sa. Sa Thành Nghị ở trong phòng thí nghiệm, đang làm phân tích máu trước đống dụng cụ thí nghiệm. Tô Yên đi qua, anh Sa, sao rồi? Không có gì, chỉ là vấn đề nhỏ, nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn thôi. Một lát cô có thể đưa cậu ta về. Sa Thành Nghị chăm chú nhìn bảng phân tích máu. Tô Yên nhìn không hiểu những thứ này. Sa Thành Nghị nói như vậy, cô cũng tin theo, đi theo những người khác đưa Tô Duy về nghỉ ngơi. Sau khi Sa Thành Nghị thấy Tô Yên đi rồi, anh ta nhìn chằm chằm bảng phân tích máu với sắc mặt nghiêm túc, chìm vào suy tư. Tô Yên sắp xếp cho Tô Duy xong, Hạ Vũ mặc vội vàng chạy đến, mẹ mẹ, Daddy xảy ra chuyện rồi, mẹ mau đi xem đi.
Tô Yên không hề hoảng loạn, đây là địa bàn của cha con, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thật đó, mẹ không quan tâm đến cha, cha nhất thời nghĩ không thông nên. Hai mắt Tô Yên mở to, nhảy sông rồi. Hạ Vũ Mặc, mẹ thật là hài hước. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1. Em nghe thấy được. 2. Phong Tiện xẻ nhỏ nơi đầu tim. 3. Trình Ngữ Lam, em là của tôi. 4. Lâm Tổng, chúng ta là gì của nhau? Bằng 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 bằng. Không phải, Daddy đi vào khu rừng sương mù để tìm kiếm sự kích thích, bị thương rồi, bây giờ đang thoi thóp. Nếu như Lục Cận Phong biết Hạ Vũ Mặc sẽ nói như vậy, anh thật sự sẽ tức đến thoi thóp. Hoàn toàn không làm theo kịch bản gì cả. Hạ Vũ Mặc chẳng thèm quan tâm những chuyện này, chỉ cần lừa được mẹ ra đó là được rồi. Nghe vậy, Tô Duy hỏi, anh rể vào khu rừng sương mù mà cũng bị thương. Tô Yên hoàn hồn, Tiểu Vũ, có phải con bắt tay với cha con để gạt mẹ không? Nếu cha con không thể an toàn ra khỏi khu rừng sương mù, vậy thì chẳng cần làm người đứng đầu nữa. Ôi, mẹ à, ai cũng sẽ mắc sai lầm mà. Hạ Vũ Mặc gấp gáp kéo tay Tô Yên, mẹ, cha bị rắn độc cắn rồi, mẹ mau đi nhìn cha lần cuối cùng đi. Ở ngoài phòng, Vạn Nhất và Lâu Doanh trốn ở dưới cửa sổ nghe thấy mấy câu nói của Hạ Vũ Mặc, suýt nữa đã cười thành tiếng. Lâu Doanh đè thấp giọng, nhỏ tiếng nói, cháu của tôi thật là đáng yêu quá đi mất, ha ha. Nhỏ tiếng chút, Vạn Nhất nhắc nhở một câu. Hạ Vũ Mặc kéo Tô Yên đi ra, chạy thẳng đến bên bờ biển. Lâu Doanh và Vạn Nhất cầm lá chuối trong tay, che chắn bản thân, từ từ di chuyển theo sau. Đột nhiên ở bên cạnh có thêm hai miếng lá chuối. Là Hạ Phi và Bạch Phi Minh. Lâu Doanh hỏi, sao hai người lại đến đây? Bạch Phi Minh bình thản nói, đến xem chuyện vui. Hạ Phi cười một cách gian trá, con đã hỏi chú Hạ Vũ rồi, cha cần một bộ tóc giả và bikini. Ba người còn lại trừng to mắt, vô cùng phấn khích. Lâu Doanh nói, anh rể muốn nhảy múa sao? Vạn Nhất cũng rất bất ngờ, đại ca vì muốn dỗ vợ mà thật sự bất chấp tất cả rồi. Bạch Phi Minh nói, Tô Yên lên thuyền rồi. Chắc là Lục Cận Phong đang ở trên du thuyền, chiều nay mình thấy ở trên biển có một chiếc du thuyền. Lâu Doanh sờ cằm, ánh mắt lóe sáng, nhìn Vạn Nhất và Hạ Phi một cái, hai người tìm cách chuẩn bị một chiếc thuyền đi. Vạn Nhất nói, thuyền thì có rất nhiều, nhưng chúng ta làm sao để đến gần chiếc du thuyền đó? Lặng lẽ tới gần là được rồi. Lâu Doanh nói, mau đi chuẩn bị đi, một lát bỏ lỡ mất màn biểu diễn hấp dẫn bây giờ. Tôi hỏi này. Các người có muốn nhìn thấy anh rể nhảy múa không? Ba người cùng gật đầu. Được, vậy chia nhau làm việc thôi. Bốn miếng lá chuối chuyển động trong bóng tối một cách lén lén lút lút. Tô Duy đứng trước cửa sổ, nhìn thấy bốn người đều đã lên thuyền, tròng mắt sâu hơn. Tô Yên lên thuyền, đi theo Hạ Vũ Mặc mà liếc nhìn biển một vòng, hỏi Tiểu Vũ, cha con đang dở trò gì? Cha con đâu? Mẹ, tới rồi, đang ở ngay du thuyền phía trước. Hạ Vũ Mặc chỉ về phía trước. Tô Yên cũng nhìn thấy rồi, trên du thuyền có tiếng nhạc, ánh đèn sặc sỡ, ai không biết còn tưởng là quán bar trên biển nữa. Sau khi lên du thuyền, Hạ Vũ Mặc nói, mẹ, cha đang ở trong đó, mẹ vào đi, con không vào đâu. Đương nhiên là Tô Yên biết Lục Cận Phong sẽ không thật sự xảy ra chuyện, dù sao cũng đã đến rồi, trái lại cô cũng rất muốn nhìn xem Lục Cận Phong đang bày trò gì. Tô Yên đẩy cửa ra, bên trong du thuyền rất lớn. Âm nhạc rất sôi động, ánh đèn sặc sỡ chiếu rọi, giống như thật sự bước vào quán bar vậy. Lục Cận Phong. Tô Yên nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy Lục Cận Phong đâu cả. Đột nhiên tiếng nhạc dừng lại, tất cả ánh đèn đều tập trung về phía sân khấu chính. Trên sân khấu, một cô gái với mái tóc gợn sóng đang mặc bikini, quay lưng về phía Tô Yên. Chỉ là cô gái này, có thân hình hơi vạm vỡ. Tô Yên đang định mở miệng, tiếng nhạc lại đột nhiên vang lên. Là thể loại nhạc mà DJ hay đánh, vô cùng sôi động. Cô gái vạm vỡ trên sân khấu đưa tay ra nắm lấy ống thép ở giữa sân khấu, bắt đầu múa may theo tiếng nhạc, tư thế phải gọi là vô cùng mê hoặc. Chống eo chạm châm, ngồi xổm hất tóc, vô cùng gợi cảm. Tay nắm lấy ống thép ngẩng đầu xoay vài vòng, đột nhiên, biên độ chuyển động quá lớn, bộ tóc giả bị hất đến văng ra. Lục Cận Phong quay đầu nhìn về phía Tô Yên ở dưới sân khấu, cô ngẩn ra một lúc. Sau đó lập tức ôm bụng cười lớn. Lục Cận Phong, anh thật là tài giỏi.
Tô Yên cười đến không dừng lại được, hai tay ôm bụng, em cười đến đau bụng quá. Trên sân khấu, Lục Cận Phong vẫn đang tiếp tục, bắn ánh nhìn tán tỉnh về phía cô, tay làm động tác hôn gió, vô cùng quyến rũ. Phía trước du thuyền, mấy người Lâu Doanh nằm sấp trên tầng cao nhất như con cóc, mở cửa thông gió ra nhìn xuống dưới. Điệu nhảy của Lục Cận Phong thật là khiến người khác phấn khích. Anh rể tôi thật là tài giỏi quá, tư thế múa may thật là mê hoặc. Lâu Doanh ôm miệng cười, ôi, tôi sắp gãy eo rồi. Lục Cận Phong giả thành con gái cũng rất có sức hút của phụ nữ. Hạ Phi chậc chậc nói, liêm sỉ đâu rồi? Hạ Vũ mặc cười nói, Daddy nhảy thật là hay. Tam quan của Vạn Nhất cũng được đổi mới, không ngờ đại ca giả dạng thành nữ lại đẹp như vậy. Bạch Phi Minh, nhỏ tiếng chút. Lục Cận Phong đã chú ý đến ở phía trước du thuyền có mấy cái người từ lâu rồi, mấy cái đầu đó như hận không thể chui vào đây từ cửa thông gió rồi. Lục Cận Phong tiếp tục nhảy một cách bình tĩnh, chân mang giày cao gót, đi đến trước mặt Tô Yên một cách quyến rũ, kéo tay cô, lúc cuối còn kéo Tô Yên xoay một vòng, để cô ngã vào trong ngực anh. Tiếng nhạc dừng lại, Tô Yên đứng một chân, nằm trong vòng tay của Lục Cận Phong, cô đánh giá Lục Cận Phong, mồ hôi thuận theo cơ bụng của anh chảy xuống phía dưới. Quả thật là vô cùng cám dỗ. Ông xã, thì ra anh lại đẹp như vậy. Lục Cận Phong đưa tay, sờ mặt Tô Yên một cách trêu chọc, sau đó búng tay một cái, tiếng nhạc lại vang lên, nhưng lần này là bản nhạc tango. Lục Cận Phong buông Tô Yên ra, quay trở lại sân khấu, tấm màn đen được kéo lên, mười mấy giây sau, màn đen hạ xuống, Lục Cận Phong đã thay đổi trang phục trong tích tắc, đổi thành trang phục khiêu vũ của điệu nhảy tango. Lục Cận Phong thuận theo tiếng nhạc mà làm động tác xoay hông, vỗ vỗ lên mông của mình. Tô Yên! Nước miếng của cô sắp chảy ra rồi. Mấy người ở phía trước du thuyền. Qua, wow, thật là quyến rũ. Đó gọi là gợi cảm. Thật là lẳng lơ, sau này con sẽ lẳng lơ hơn cả Daddy. Ôi ôi ôi, Tiểu Vũ, người đàng hoàng không làm, làm kẻ lẳng lơ làm gì? Chương 403, bản đồ bị trộm mất rồi. Lục Cận Phong dùng kỹ năng độc đáo của mình, nhảy điệu tango đến trình độ quốc tế. Tô Yên ngồi phía dưới sân khấu, hai tay ôm mặt nhìn Lục Cận Phong, có nhìn thấy nào cũng cảm thấy ông xã nhà mình thật là có sức hút. Thật là đẹp trai. Thật là ngầu. Tô Yên trồng cây si, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi. Thật là muốn ăn sạch Lục Cận Phong. Tay Lục Cận Phong cầm một cái quần, lại nhảy một điệu clacket. Sau khi nhịp cuối cùng kết thúc, Tô Yên có cảm giác mọi âm thanh đều chết lặng. Giữa trời đất dường như chỉ còn lại một mình Lục Cận Phong. Tô Yên nhìn một cách ngây ngẩn, cho đến khi Lục Cận Phong đi qua, ôm lấy đầu cô, trao cho cô một nụ hôn ướt át kiểu Pháp dài. Mấy người phía trước, Lâu Doanh nhanh chóng che mắt Hạ Phi và Hạ Vũ mặc lại. Phi lễ chớ nhìn, con nít không được nhìn. Cả người Vạn Nhất nổi hết da gà, thật là buồn nôn. Bạch Phi Minh nói, đúng là bậc thầy thả thính. Nếu tôi là Tô Yên, tôi cũng sẽ chìm đắm vào. Này! Lâu Doanh cố tình kêu một tiếng ngạc nhiên, Phi Minh, cậu không tìm được người mình thích, thì ra là vì không có ai biết thả thính giống như anh rể mình. Vạn Nhất sờ cằm, nở nụ cười gian trá, Lâu Doanh, lúc trước cô còn nợ tôi một việc, tôi biết phải bắt cô làm gì rồi. Lâu Doanh có dự cảm không tốt lành, làm gì? Vạn Nhất nở nụ cười, cô chỉ cần nhảy một điệu tango cho tôi xem, giữa chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả. Lâu Doanh cười lạnh lùng, nhảy tango thì tôi không biết, nhưng nghịch đao nghịch kim thì tôi biết, anh muốn xem không? Câu này nghe thế nào cũng thấy có ý đe dọa. Đao và kim không có mắt, lỡ như bị thương rồi, vậy chỉ có thể trách bản thân xui xẻo. Chắc chắn là Lâu Doanh có ý này. Vạn Nhất sờ sờ cổ, thì thầm, phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi nhất. Bạch Phi Minh tổng kết một câu, anh làm gì không làm, lại tìm cái chết. Vạn Nhất đã nhận được một bài học sâu sắc, loại sinh vật như phụ nữ, không phải ai cũng có thể chọc vào. Hạ Phi, Tiểu Vũ, hai đứa hãy nhìn tôi và cha hai đứa, đây chính là vết xe đổ của hai đứa đó. Hạ Phi nói, cha và mẹ tôi một người bằng lòng đánh một người bằng lòng chịu, Vạn Lão Nhị, hai người thì. Hai Phi nhìn Lâu Doanh và Vạn Nhất, lắc đầu thở dài, tìm bạn gái thì đừng tìm người quá bạo lực hay quá thông minh, vợ tương lai của tôi, tự tôi dạy. Vậy không phải là nuôi rồi lấy luôn sao? Lâu Doanh hừ cười nói, Hạ Phi, suy nghĩ này của con rất nguy hiểm đó, kawaii người ta mới có mấy tuổi, con đã bắt đầu ngấp nghé rồi. Hạ Phi quay đầu qua, kawaii chỉ là em gái, dì út, dì đừng nghĩ lung tung.
Bạch Phi Minh nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới, nói, hai người bên dưới hình như còn có tiết mục tiếp theo, chúng ta cứ ở đây nhìn như vậy có phải không hay lắm không? Hạ Vũ Mặc vừa nghe thấy, giống như hiểu ra gì đó, nói, mau giải tán, cha và mẹ phải sinh em gái rồi. Mọi người, con nít bây giờ biết thật nhiều thứ. Lục Cận Phong ở phía dưới nhìn lên trên một cái, âm thầm cảnh cáo mấy người kia hãy mau chóng rời khỏi đây, đừng quấy rầy chuyện tốt của anh. Bị phát hiện rồi, mau chuồn thôi. Lâu Doanh là người đầu tiên trèo xuống. Từng người một đi xuống, chỉ có Hạ Vũ Mặc là không dám nhảy xuống, anh hai, đón em. Có cao bao nhiêu đâu, em mập như vậy, anh cũng không đón được, Vạn Lão Nhị, anh đón đi. Hạ Phi lùi về sau. Hạ Vũ Mặc nhảy thẳng xuống người Vạn Nhất, Vạn Nhất vô thức đón lấy, nặng quá, nhóc mập, nên giảm cân rồi đấy. Vừa dứt lời, còi báo động trên đảo vang lên. Sắc mặt Vạn Nhất căng thẳng, trên đảo xảy ra chuyện rồi. Lục Cận Phong ở bên trong du thuyền cũng nghe thấy tiếng còi cảnh báo, kéo Tô Yên ra ngoài. Tô Yên nhìn thấy mọi người đều ở đây, hơi ngạc nhiên, sao mọi người đều ở đây hết vậy? Lâu Doanh giơ tay, xem anh rể nhảy múa đó, tư thế nhảy lúc nãy của anh rể thật là duyên dáng và mềm mại. Chuyện đặt cược trước kia của cô và Yên Yên coi như hòa nhé. Lục Cận Phong nói xong, nhìn về phía đảo, Vạn Nhất, quay đầu về đảo. Vâng, đại ca. Vạn Nhất lập tức điều khiển con thuyền. Không đến 10 phút, mấy người đã về đến trên đảo. Hạ Vũ vội vàng đến, đại ca, có người lẻn vào phòng thông tin, lấy cắp mất bản đồ rồi. Chương 404, Lâu Doanh bị bắt cóc. Lục Cận Phong lập tức kêu nhóm người Tô Yên về phòng trước, ở trong phòng không được đi ra ngoài. Vạn Nhất, cậu đi kiểm tra những nơi khác xem có vấn đề gì không? Vâng, đại ca. Lâu Doanh hỏi, anh rể, anh có cần hai chị em giúp đỡ gì không? Cô ấy và Bạch Phi Minh đang ăn uống miễn phí ở đây, nên bọn họ cũng muốn góp một phần sức lực. Vậy hai người cùng Vạn Nhất đi rừng sương mù xem thử đi. Lục Cận Phong nháy mắt ra hiệu với Vạn Nhất. Tô Yên nghe đến rừng sương mù, cô lo lắng, Lục Cận Phong, nơi đó không phải là rất nguy hiểm sao? Nếu Phi Minh và Lâu Doanh đi liệu có gặp nguy hiểm không? Vạn Nhất giải thích, chị dâu, khu rừng sương mù không nguy hiểm đâu, nhưng nó là căn cứ luyện cốt của ám dạ, có rất nhiều thứ quan trọng đặt ở bên trong đó. Nói là nguy hiểm thì nó chỉ là ngăn không cho người ta đi vào. Một nơi quan trọng như vậy, Lục Cận Phong bằng lòng để Bạch Phi Minh và Lâu Doanh đến, cho thấy rõ rằng anh đã đủ tin tưởng hai người bọn họ. Lâu Doanh vẫn có chút cảm động, gà luộc, đi thôi, đừng lề mề nữa. Cả ba đi đến khu rừng sương mù. Tô Yên đưa hai đứa nhỏ trở về phòng. Lục Cận Phong và Hạ Vũ đi tới phòng thông tin. Hạ Vũ nói, đại ca, tôi đã luôn bảo Jenny giám sát Tô Duy. Cậu ta chưa bao giờ ra khỏi phòng. Bản đồ đã bị đánh cắp. Chẳng lẽ là có nội gián? Chuyện hôn lễ giả trước đây, Lục Cận Phong đã không tiếp tục điều tra xem rốt cuộc ai là đồng phạm của Tần Nhã Hân, nhưng sự nghi ngờ đối với Tô Duy vẫn luôn còn tồn tại. Vì Tô Yên, nên Lục Cận Phong mới đè chuyện này xuống, không nhắc tới nữa. Tô Duy đề nghị đi theo đến đảo, Lục Cận Phong đã luôn đề phòng. Tất cả mọi người trong phòng thông tin đều bận rộn, ban nãy khi bản đồ bị trộm đi mất chỉ có một người trực, khi xảy ra chuyện, mọi người đã lập tức trở về vị trí của mình để kiểm tra. Hạ Vũ hỏi, đại ca, nếu bản đồ bị mất thật, thì có cần điều chỉnh lại cơ chế phòng ngự trên đảo của chúng ta không? Không, là bản đồ bị mất chỉ là đồ giả. Lục Cận Phong bình tĩnh nói, tôi đã sớm thay đổi vị trí của bản đồ thật rồi. Trước tiên hãy kiểm tra xem rốt cuộc là ai phá hủy camera giám sát. Khi bản đồ giả bị đánh cắp, hệ thống camera giám sát của hòn đảo đã gặp sự cố trong tối đa khoảng 3 phút. 3 phút là đã đủ để làm rất nhiều việc. Tô Yên bảo Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc ở trong phòng trông nom mấy đứa em, cô tự mình đến phòng của Tô Duy. Tô Duy đang nằm trên giường, đọc tạp chí. Chị, đã muộn như vậy rồi sao chị lại đến đây? Đúng rồi. Ban nãy em nghe thấy tiếng chuông báo động, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tô Duy nói, không có ai dẫn đường, em cũng không dám chạy lung tung, không dám đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Không có gì to tát đâu. Cơ thể của em đã đỡ hơn chưa? Đã muộn như vậy rồi em vẫn còn chưa nghỉ ngơi à? Em không ngủ được, lồng ngực cứ bứt rứt. Tô Duy xoa ngực nói, chị à, em phát hiện có người đang theo dõi em, đó là Jenny do anh rể phái tới. Đề phòng em giống như là đề phòng trộm vậy.
vừa rồi em muốn ra ngoài hít thở không khí thôi cũng không được nữa. Sao lại có thể, chắc là Jenny lo lắng cho cơ thể của em thôi. Tô Yên nói, đừng suy nghĩ lung tung, em là em trai của chị, ai lại đề phòng em, nếu như em là người quang minh lỗi lạc, trung trực, không thẹn với lòng mình thì đừng để tâm đến người khác như thế nào. Tô Duy cười khổ, chị à, Hạ Phi không chịu gặp em, hiện tại lại có người đang theo dõi em đâu có ngốc, đương nhiên em có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trước đây em ở cùng với Lệ Quốc Minh, ông ta lại là cha ruột của em, có phải mọi người đều nghĩ rằng em đã theo ông ta học thói xấu, hay là bởi vì anh rể đã tống Lệ Quốc Minh vào tù, nên trong lòng em nuôi hận, muốn trả thù anh rể, để trả thù cho cha mình. Tiểu Duy, ai khiến em nghĩ như vậy, chị và anh rể tôi cũng chưa từng nghĩ như thế. Tô Yên cau mày, chỉ là em đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Tô Duy đặt tạp chí xuống, tự chế giễu mình, chị hai có thể tùy ý ra vào đảo, đi đến bất cứ nơi nào trên đảo, nhưng em thì không được, em đi đâu cũng có người đi theo. Vừa rồi tiếng chuông báo động vang lên, Hạ Vũ đã lập tức chạy đến phòng em để xem xét, rất rõ ràng là bọn họ đang nghi ngờ em. Tô Yên có chút không nói nên lời. Mau nghỉ ngơi sớm đi, đêm nay có thể sẽ có chút không bình yên. Em ở yên trong phòng đi, đừng đi đâu cả thì sẽ không ai dám làm gì em. Chị cũng nghi ngờ em sao? Tô Duy nhìn chằm chằm Tô Yên, nghiêm túc hỏi. Em là em trai của chị làm sao có thể nghi ngờ em được? Tô Yên cong môi, được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Khu rừng sương mù. Bầu trời tối đen, bên trong cũng tối đen như mực, chỉ có thể mò mẫm mà đi thôi. Vạn Nhất cầm đèn pin đi trước dẫn đường, đi được khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Đó là một thao trường rất lớn có đủ loại thiết bị huấn luyện. Lâu Doanh khen ngợi, những trang bị này, trong quân đội cũng chưa chắc đã có. Đây đều là những thứ rất đốt tiền. Anh rể đúng là giàu có. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Thứ thực sự có giá trị trong ám dạ chính là con người chứ không phải những thứ này. Vạn Nhất tiếp tục dẫn hai người bọn họ bước đi, những nhà khoa học xuất sắc và nổi tiếng nhất trên thế giới đều ở trên hòn đảo này, bọn họ mới là kho báu thật sự của ám dạ. Bạch Phi Minh nói, đây rõ ràng là một quả trứng vàng. Các nhà khoa học đó đều là những nhân tài, nói không chừng sẽ nghiên cứu ra được cái gì đó rất có giá trị. Lâu Doanh hỏi, đây là thứ quan trọng nhất mà các anh đã nói à? Vạn Nhất đi tới một cái cổng lớn, tôi đi vào trước, hai cô ở bên ngoài chờ một lát. Lâu Doanh hỏi, làm ra vẻ bí ẩn như vậy, mấy người đang nghiên cứu gì mờ ám không thể để người ta biết được bên trong vậy. Vạn Nhất cười nói, các nhà khoa học đều có hơi lập dị, tính tình kỳ quặc. Bọn họ không muốn nhìn thấy người sống. Tôi sẽ đi vào trước xem sao. Vạn Nhất đi vào rồi, Bạch Phi Minh và Lâu Doanh đứng đợi ở bên ngoài, đợi một lúc, Lâu Doanh đột nhiên phát hiện trong rừng có người, hơn nữa là khá nhiều người. Đột nhiên, một người từ trong khu rừng chạy ta bên ngoài. Nhìn thấy Bạch Phi Minh và Lâu Doanh, lại lập tức chạy vào sâu trong rừng. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đưa mắt nhìn nhau, người của ám dạ. Bạch Phi Minh nói, không giống lắm. Hình như là thiên lang. Không, nên nói là người của Vương Bài mới đúng. Làm thế nào mà người của Vương Bài lại tìm được hòn đảo này? Lâu Doanh nói, cậu đứng canh ở đây, mình đi xem sao. Lâu Doanh, đừng đi, cẩn thận là cái dụ hổ ra khỏi núi đấy. Bạch Phi Minh nói, thông báo cho Vạn Nhất trước đã. Cậu thông báo cho anh ta là được rồi, mình đuổi theo. Bạch Phi Minh không ngăn cản cô ấy được, Lâu Doanh đã đuổi theo đó. Lâu Doanh không ngốc, cô ấy đương nhiên biết đó là cái dụ hổ ra khỏi núi, có Bạch Phi Minh ở đây, Vạn Nhất cũng ở đó nên chắc không có vấn đề gì đâu, sở dĩ cô ấy đuổi theo là vì muốn xác nhận xem có phải là người của Thiên Lang lúc trước không. Dù sao thì Lâu Doanh đã lớn lên ở Thiên Lang. Cho dù hiện tại là ai đã tiếp quản Thiên Lang, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy người của Thiên Lang xung đột với ám dạ. Bạch Phi Minh đương nhiên cũng hiểu được tâm tư của Lâu Doanh. Lâu Doanh đuổi theo người đó ra khỏi rừng và đến bờ biển, mặt biển vẫn bình lặng nhưng người đó lại đột ngột không thấy đâu nữa. Lâu Doanh nhìn xung quanh một lúc, khi cô ấy chuẩn bị quay về, thì đột nhiên phía sau có người ra tay với cô ấy. Lâu Doanh nhanh chóng né tránh, không biết từ đâu xuất hiện bốn người. Tất cả trên người đều phủ cỏ, đội mũ rơm và đeo khẩu trang. Nếu như nấp trong bụi có thì không thể phát hiện ra được. Ngụy trang thật sự rất tốt. Các ngươi là người của Thiên Lang lúc trước sao? Ánh mắt Lâu Doanh lãnh đạm, từ đâu đến thì quay về chỗ đó đi. Niệm tình lúc trước cũng ở cùng nhau,
tôi cũng không muốn nhìn mọi người phải bỏ mạng ở đây. Bốn người họ đưa mắt nhìn nhau, một người nói, bây giờ ở Thiên Lang đại ca Hắc Ưng là người quyết định, Lâu Doanh, trước đây đại ca Lệ đối xử tốt với cô không hề bạc đãi, thậm chí còn là cha ruột của cô. Vậy mà cô lại ở chung với ám dạ, kẻ thù của cha mình, cô chính là một kẻ phản bội, nếu như đã là kẻ phản bội thì tuyệt đối không nương tay. Chuyện Lâu Doanh là con gái của Lệ Quốc Minh không có mấy người biết nhưng những thành viên cũ của Thiên Lang thì không ai là không biết. Nói rồi, bốn người họ ra tay Lâu Doanh, khả năng của bốn người họ rất tốt. Trong lòng Lâu Doanh thầm sửng sốt, trước đây trình độ chiến đấu của những người đến từ Thiên Lang tuyệt đối không cao như vậy. Một đấu bốn. Lâu Doanh có chút mệt mỏi, cô ấy cũng không còn hề giữ lại chút gì, dốc toàn lực nhào tới. Lâu Doanh tóm lấy vai một trong số nọn họ. Lật người nhảy lên, đá vào người kia. Giải quyết hai tên cùng một lúc. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có người hét lên, Lâu Doanh, nếu cô còn không dừng lại, chúng tôi sẽ giết chết anh ta. Ánh sáng ban đêm không rõ lắm, Lâu Doanh chỉ có thể nhìn thấy rõ người bị bắt đang mặc quần áo của Vạn Nhất. Gà luộc, trong lòng Lâu Doanh chợt lo lắng, mấy người thử động vào anh ấy một cái xem. Lâu Doanh nóng lòng muốn cứu Vạn Nhất nhưng đã bị người khác bất ngờ nắm lấy cánh tay của mình lại. Cô ấy còn chưa ra tay, cổ của cô ấy chợt đau nhói, một cây kim đã cắm vào trong đó. Cô không biết chất lỏng được cho vào cơ thể mình là gì, mất lát nữa Lâu Doanh sẽ mất ý thức. Chương 405, Tô Duy chính là nội gián. Sau khi Lâu Doanh ngất đi, người đàn ông bị bắt giữ đứng dậy, ngẩng đầu và lộ khuôn mặt ra. Đó là Ngô Sở Long. Ngô Sở Long cởi áo khoác trên người ra ném xuống biển, đi về phía Lâu Doanh đang bất tỉnh, nhéo nhéo mặt Lâu Doanh. Nở nụ cười nham hiểm, không phải cũng vẫn rơi vào tay tôi đó thôi, ném người lên thuyền mang đi. Harry Potter fanfic. Vâng, cậu Ngô. Nhóm người tỏ ra cung kính với Ngô Sở Long, bọn họ bắt Lâu Doanh lên chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn trước đó. Ngô Sở Long quay đầu lại và liếc về hướng rừng sương mù, cười khinh thường, cái gì mà ứng như thành đồng. Không phải là cũng bị đại ca của chúng ta đã tìm ra kẽ hở thôi sao, ngày vương bài thay thế ám dạ đã tới trước mắt rồi. Người trực trong phòng thông tin là Vương Khả. Sau khi Lục Cận Phong truy hỏi một hồi, anh đã có được một manh mối quan trọng. Vương Khả nói, đại ca, tôi thật sự không dám rời khỏi phòng thông tin một bước nào. À đúng rồi, Thanh Nhu có đến đưa tìm tôi, đưa đến cho tôi mấy chai rượu ngon, tôi có lén uống hai ngụm. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Cận Phong hơi nheo lại, Vương Thanh Nhu đâu? Đại ca, Vương Thanh Nhu không có ở trong ký túc xá, đi khắp nơi cũng không hề tìm thấy người. Trong lòng Lục Cận Phong nghĩ không ổn rồi liền lập tức bước ra khỏi phòng thông tin. Thật tình cờ, Sa Thành Nghị đã đến. Tôi đang có một vài chuyện muốn bàn với cậu. Vừa đi vừa nói, Lục Cận Phong đi về phía phòng ngủ. Sa Thành Nghị nói, tôi đã phân tích máu cho Tô Duy và phát hiện ra một số vấn đề. Có chất amphetamine trong đó. Lục Cận Phong dừng bước, ý của cậu là, Tô Duy cậu ta. Sa Thành Nghị gật đầu, chuyện này tôi tạm thời sẽ giấu Tô Yên. Thành phần có trong máu rất ít, chắc không phải là do đồ ăn hai ngày nay ăn vào. Tôi hiểu rồi. Lục Cận Phong tiếp tục đi về phía trước, bản đồ thật rất có khả năng bị đánh cắp rồi. Ý của cậu là bản đồ phòng ngự của hòn đảo đúng không? Sa Thành Nghị vô cùng sửng sốt, vậy thì khinh khủng rồi, cho dù có người lẻn lên đảo thì cũng không biết. Đã lên rồi, Lục Cận Phong nhanh chóng trở về phòng, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đều ở đó. Hạ Thiên hỏi, cha, sao rồi à? Hai đứa cứ chăm sóc em đi. Lục Cận Phong đi thẳng đến đầu giường, sờ dưới gối, nhưng thật sự không có gì. Sa Thành Nghị căng thẳng nói, thật sự mất rồi. Lục Cận Phong gật đầu, lật gối và ga giường lên. Sa Thành Nghị vỗ trán, một thứ quan trọng như vậy mà anh lại đặt nó ở dưới gối. Nhìn qua đã biết anh không có kinh nghiệm giấu tiền riêng. Dưới gối là nơi nguy hiểm nhất. Lục Cận Phong nghiêm túc nói, Yên Yên mỗi tháng đều cho tôi đủ tiền tiêu rồi, tôi không cần phải giấu tiền riêng, cậu đừng có mà chia rẽ quan hệ vợ chồng của tụi tôi. Sa Thành Nghị, người anh em, đây là chuyện mấu chốt à? Khát khao tồn tại này cũng thật là đáng nể. Cha ơi, hai người đang tìm cái gì thế? Cha của nhóc đã làm mất bản đồ của đảo rồi, điều này tương đương với việc các cái bẫy trên đảo chỉ còn là đồ trang trí mà thôi. Sa Thành Nghị rất bực mình. Lẩm bẩm, ai lại thông minh như vậy, biết bản đồ trong phòng thông tin là giả, biết bản đồ thật nằm ở dưới gối của hai vợ chồng cậu.
Ai lấy trộm cũng không quan trọng, tôi còn có kế hoạch thứ hai. Lục Cận Phong liếc nhìn Sa Thành Nghị một cái, vẻ mặt ít được trông thấy, nên lấy làm lạ, làm đại ca của người khác, một chút ý thức đề phòng như vậy vẫn nên có. Đang nói chuyện, Tô Yên đã trở lại. Trở về rồi à, tình hình thế nào rồi? Tô Yên nói, vừa rồi ở cửa em nghe nói là bản đồ đã mất rồi. Là cái sao? Tô Yên lấy ra một cái USB. Chị dâu, sao cái này lại ở trong tay cô? Sa Thành Nghị kinh ngạc hỏi. Ban nãy trên đường trở về tôi đã nhặt được đấy. Tô Yên đưa đồ cho Lục Cận Phong, những thứ quan trọng như vậy sau này cất giữ cho đàng hoàng. Lục Cận Phong nắm chặt tay, cầm USB trong lòng bàn tay. Những lời này Tô Yên đầy kẽ hở, cô chưa từng nhìn thấy bản đồ, làm sao biết USB này chính là bản đồ của đảo. Lục Cận Phong không nói gì, mà chỉ hỏi em đi đâu đấy. Đi gặp Tiểu Duy, em ấy khá yếu. Tô Yên hỏi, mà này, bên phía Lâu Doanh sao rồi? Thật sự có người ẩn náu trên đảo sao? Tạm thời không rõ, Lục Cận Phong đưa USB cho Sa Thành Nghị, cậu cứ giữ đi, cậu có kinh nghiệm giấu đồ. Sa Thành Nghị. Lục Cận Phong bước tới ghế sofa, mở máy tính lên, trên máy tính là bản đồ từ trên nhìn xuống của toàn bộ hòn đảo, giống như một tấm lưới dày đặc, trên đó có nhiều chấm xanh đỏ. Chấm đỏ liên tục nhấp nháy, còn chấm xanh lục liên tục di chuyển. Sa Thành Nghị sửng sốt, Lục Cận Phong, cái này. Chấm màu xanh lá cây tượng trưng cho việc có người đã lên bờ. Từ vị trí của các chấm xanh có thể thấy bọn họ đang đi đến khu rừng sương mù. Không có bao nhiêu người, chắc khoảng mười mấy người. Lục Cận Phong ngắt lời Sa Thành Nghị, thật tình cờ bắt được con rùa trong bình, có mạng đến, nhưng không có mạng về đâu. Đánh giá theo phản ứng của Sa Thành Nghị, Tô Yên ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Lục Cận Phong, những thứ hiển thị trên đây là có ý gì? Những chấm xanh đỏ tượng trưng cho cái gì? Hạ Phi giải thích, mẹ à, chấm đỏ là nơi đặt các bẫy trên đảo. Chấm xanh có nghĩa là có người ngoài xâm nhập. Bây giờ những người đó đang đến gần các chấm đỏ. Đột nhiên, một vài chấm xanh xuất hiện, hướng di chuyển của những chấm xanh chính xác là căn phòng nơi Tô Duy ở. Lục Cận Phong lập tức mở máy tính khác lên, dưới camera giám sát. Tám người đàn ông chạy thẳng đến chỗ ở của Tô Duy, nhanh chóng bế Tô Duy từ bên trong di tản ra ngoài. Tô Duy đang ở trong trạng thái hôn mê. Sa Thành Nghị nhìn chằm chằm vào máy tính, kinh ngạc đây không phải là người của Hùng Sư sao. Nhìn thấy Tô Duy bị bắt cóc, Tô Yên lo lắng nói, Lục Cận Phong, mau phái người ngăn cản lại đi. Không kịp nữa rồi, Lục Cận Phong chỉ nói một câu như vậy. Ánh mắt của Sa Thành Nghị đầy nghi ngờ liếc nhìn Lục Cận Phong một cái. Đây là địa bàn của Lục Cận Phong, anh muốn ngăn cản một đám người, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Sa Thành Nghị không nói lời nào. Lục Cận Phong đứng dậy, dặn dò, Yên Yên, em với mấy đứa nhỏ ở trong phòng đi nhé. Nói xong Lục Cận Phong đi ra ngoài, hơn nữa còn điều mấy chục người đến canh phòng. Sa Thành Nghị đi theo anh ra ngoài, vừa rồi tại sao cậu lại nói dối Tô Yên? Cậu cố ý cho người của Hùng Sư mang Tô Duy đi sao? Cậu ta ở trên đảo, mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Ánh mắt Lục Cận Phong kín như bưng, vừa rồi Yên Yên đã nói dối, USB trong tay cô ấy chắc là tê mang ở chỗ Tô Duy về. Sa Thành Nghị lại kinh ngạc, ý của cậu là, Tô Kiệt mới chính là cái tên nội gián đó. Nhưng tại sao cậu ta lại phải làm như vậy? Nếu như muốn tấn công ám dạ thì cũng sẽ không cho có bấy nhiêu người đó đến, Tô Yên lại là chị gái của cậu lại còn có ân cứu mạng với cậu ta. Lúc trước nếu không phải cậu đã sắp xếp cho cậu ta làm phẫu thuật ghép tim thì cậu ta đã chết từ lâu rồi. Lục Cận Phong châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm mặt biển, dù sao thì cậu ta cũng là con trai của Lệ Quốc Minh. Ý của cậu là, cậu ta báo thù cho cha mình. Sa Thành Nghị cau mày, có phải cậu đã biết Tô Duy có vấn đề từ lâu rồi đúng không, vậy tại sao cậu lại còn đưa người lên đảo? Chắc Yên Yên cũng đã nhận ra ít nhiều gì rồi. Tôi không hỏi cậu điều đó. Sa Thành Nghị sắp sốt ruột đến chết rồi. Dù sao thì cậu ta cũng là em trai của Yên Yên. Trong những năm bị Tần Phương Linh và Tô Vân ức hiếp và cay nghiệt, Tô Duy và Yên Yên cũng có thể xem là nương tựa lẫn nhau. Lục Cận Phong dừng lại một lúc, sau đó mới nói thêm, Tô Duy còn là con trai của bạn mẹ vợ tôi, em trai ruột của Lâu Doanh, Tần Nhã Hân và Tần Nhã Đan đã chết rồi. Nếu Tô Duy xảy ra chuyện, giữa Yên Yên và tôi sẽ nảy sinh vướng mắc, sẽ đắc tội với một nhóm người. Không đáng đâu. Sa Thành Nghị thở dài, đàn ông đã có gia đình đúng là khác hẳn, nghĩ đến trước đây cậu phóng khoáng như thế nào. Hai,
bây giờ còn phải lo lắng chuyện này, chuyện kia, vậy bây giờ phải làm sao? Thờ ơ à, có thể giữ mạng của Tô Duy lại. Về phần những người khác, đừng nghĩ tới việc ra khỏi đây. Tôi đã phái người mai phục dưới khu vực biển từ lâu rồi. Chẳng trách cậu vẫn còn nhàn hạ thoải mái hút thuốc ở đây. Sa Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm, làm tôi lo sợ không đâu một trận. Chương 406, hai lại phải bị gia pháp hầu hạ. Lục Cận Phong thật sự không hề hốt hoảng. Khói đốt đến một nửa, đột nhiên trên mặt biển có ánh lửa ngút trời. Dấy lên đến thuyền của đám người hùng sư, trong nước cũng có tiếng động rất lớn, từng đợt gợn sóng dâng lên, mặt nước nổi đầy bong bóng như toàn bộ nước biển đang sôi sục. Người của hùng sư lập tức bị trận thế này làm cho hơi hoảng loạn. Người dẫn đầu nói, nhanh, thả thuyền nhỏ xuống, chúng ta lên thuyền nhỏ. Từng chiếc thuyền nhỏ được thả xuống, nhưng người vừa nhảy lên trên thuyền nhỏ lại đột nhiên có một người dưới đáy nước lao lên, một người rồi thêm hai người. Không ngừng như thế, trong khoảng thời gian ngắn, đã có 7-80 người nhô lên. Trên lưng mỗi người đều mang một máy phun khí bay trên nước, một lúc chui vào trong nước, một lúc lại từ trong nước lao ra bay lên không trung mười mấy mét. Trong tay mỗi người cầm một cây nỏ được chế tạo đặc biệt, từng mũi tên nhọn bay vun vút về đám người hùng sư. Vô số mũi tên nhọn phóng tới làm cho vô số người của hùng sư tránh né nhưng đều bị chúng tên liên tiếp rơi vào trong nước, dưới nước còn có người mai phục ở đó, họ lập tức dùng dao nhỏ lấy mạng của những người này. Mỗi một dao đều cắt sắt như dao hẹ. Trên mặt biển lập tức nhuộm một màu đỏ tươi, khiến người ta nhìn mà da đầu cũng tê dại. Tô Duy tỉnh táo lại nhìn từng người trong đám hùng sư chôn thây trên biển rộng, cũng hoảng sợ lùi về sau, cậu ta đang ở trên thuyền nhỏ không có đường lui, chân suýt chút nữa đã đạp cho lật thuyền. Tô Duy sợ đến run cả chân, cậu ta ngồi xổm ở trên thuyền nhỏ ổn định lại trọng tâm của thuyền. Cậu ta cứ trơ mắt nhìn từng dòng máu đỏ tươi cứ tuôn ra từng chút trên mặt nước, một lúc lại có một dòng máu đỏ nổi lên ở bên khác. Tô Duy sợ đến mức sắc mặt cũng trắng bệch ra, ám dạ giải quyết xong người của hùng sư. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Duy, mấy chục người này đồng loạt lao từ dưới nước lên, dựa theo máy phun khí bay trên nước lên cao tầm mười mấy mét. Hơn 10 đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tô Duy. Tô Duy sợ hãi xin tha mạng, lớn tiếng nói, tôi là em vợ của đại ca các người, tôi không phải người của hùng sư, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Mọi người đưa hai mắt nhìn nhau một chút, lại nhanh chóng mang theo xác của đám người hùng sư lao vào trong nước, nhanh chóng biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Duy trên mặt biển, đập vào mắt cậu ta chính là màn đêm vô tận với âm thanh của sóng biển. Bạch Phi Minh đợi Vạn Nhất đi ra, nói, vừa nãy, người của Vương Bài đã lên bờ, Lâu Doanh đã đuổi theo họ rồi. Vạn Nhất vừa nghe xong, thì cuống cuồng lên, đi bao lâu rồi? Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bạch Phi Minh nói, đã lâu như thế mà chưa về, tôi lo Lâu Doanh xảy ra chuyện. Vạn Nhất tức giận đến mắng người, hai đứa ngốc nhà các cô. Ngu dốt như thế làm cái gì, nơi này là địa bàn của ám dạ, cần tới lượt cô ấy đi thể hiện sao, ở xung quanh nơi này đều có bẫy, những người đó căn bản không thể tới gần được. Một khi muốn dùng sức đi tìm trụ sở của họ, nhất định sẽ chết không toàn thây. Vạn Nhất, anh không hiểu một chút gì về Lâu Doanh cả. Bạch Phi Minh nhìn chằm chằm Vạn Nhất, sắc mặt rất lạnh lùng, nói, nhìn qua cô ấy giống như một người tùy tiện, không tim không phổi, nhưng lại trọng tình cảm hơn bất cứ người nào khác. Hiện giờ là người của Vương Bài nhưng trước đây là người của Thiên Lang, anh đừng quên tôi với Lâu Doanh đã lớn lên ở Thiên Lang. Nếu như không phải do Lâu Doanh bảo cô ta ở lại bảo vệ Vạn Nhất, thì cô ta cũng đã sớm đuổi theo Lâu Doanh rồi. Trong lòng Bạch Phi Minh biết rõ, người tên Vạn Nhất này không có giá trị vũ lực gì, ở trong mắt Lâu Doanh, cô ta có thể bắt nạt Vạn Nhất nhưng người khác tuyệt đối không được. Bạch Phi Minh bỏ lại câu nói này sau đó đi ra ngoài đuổi theo hướng Lâu Doanh đã đi mất. Vạn Nhất ra lệnh cho ám dạ, trông coi nơi này thật kỹ, bất cứ người nào cũng không được tới gần. Vâng, anh Vạn. Ở đây được sắp xếp rất nhiều người của ám dạ. Ngay vừa rồi, những người kia vừa tới gần sân huấn luyện đều đã bị họ bí mật giải quyết toàn bộ. Lặng lẽ không một tiếng động. Sau khi giải quyết xong, mọi người vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của từng người, trật tự, ngay ngắn, không hoảng loạn, nghiêm chỉnh huấn luyện. Sau khi ra lệnh xong, Vạn Nhất cũng đuổi theo Bạch Phi Minh. Hai người tới cạnh biển, trên đất đã có nhiều dấu vết chiến đấu, Bạch Phi Minh cẩn thận kiểm tra một chút sau đó nhìn về phía mặt biển, Lâu Doanh đã xảy ra chuyện rồi. Vạn Nhất cũng nhìn xuống mặt đất, ánh mắt tối sầm lại.
Tô Yên ở trong phòng cũng vô cùng lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Cô nhìn ánh lửa vẫn còn trên mặt biển, không nhịn được đi ra ngoài, lại nhìn thấy Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị đang đứng trên bờ biển với nhau, cô hỏi trên mặt biển đã xảy ra chuyện gì rồi. Lục Cận Phong bình tĩnh như mây trôi gió thổi nói, một chiếc thuyền tự cháy. Mới vừa nói xong, đám người vừa nãy giải quyết xong đám người hùng sư cũng quay về, mỗi người đặt xác của đám người hùng sư trên mặt biển. Đây là địa bàn của ám dạ, 7-80 người đối phó với 8 người, bị bao trong vòng vây lại có vị trí chiếm ưu thế, giải quyết những kẻ này chẳng phải là việc còn con sao. Người của hùng sư cơ bản không có cơ hội phản kháng nào cả, họ am hiểu việc tác chiến gần kề, Lục Cận Phong trực tiếp lệnh xạ thủ bắn xa, hành động này không phải là muốn giết sạch sao. Tô Yên nhìn xác chết trên mặt đất mà kinh hãi, đây không phải là những người vừa nãy bắt Tiểu Duy sao, Tiểu Duy đâu. Lục Cận Phong nháy mắt với một người trong số đó, người kia lập tức nhận lệnh, nói chị dâu lớn, vừa nãy bọn em chỉ nhìn thấy người của Hùng Sư, chứ không thấy người nào khác. Yên yên, em đừng lo lắng, không chừng Tô Duy đã tự chạy trốn rồi, chắc sau này sẽ trở lại. Lục Cận Phong nói rồi xua tay với bọn họ, nói, được rồi, các cậu lui xuống trước đi, xử lý những chuyện này đừng để ô uế địa bàn ám dạ. Vâng, đại ca. Đại ca. Bọn em tìm thấy thi thể của Vương Thanh Nhu. Hạ Huy chạy chậm đến nói, bọn em phát hiện cô ta ở phía đông, chắc là Vương Thanh Nhu muốn chạy trốn ra đảo lỡ khởi động bộ bẫy thứ hai nên kết thúc mạng sống. Bẫy thứ hai bố trí là tùy cơ ứng biến, cũng chỉ có 3 người biết vị trí chính xác và thay đổi thất thường ra sao, đó là Lục Cận Phong, Sa Thành Nghi và Vạn Nhất. Vứt xuống biển. Lục Cận Phong định nói cứ vứt xuống biển cho cá mập ăn được rồi nhưng vì vướng Tô Yên đứng ở đây. Nên anh không nên quá bạo lực và máu tanh để cho Tô Yên lại nghĩ anh là kẻ tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng giọng điệu của Lục Cận Phong vẫn nhàn nhạt nói, xử lý. Hạ Huy gật đầu, vâng, đại ca, em biết quy tắc, em lập tức bảo người vứt xuống biển cho cá mập ăn. Đồng đội ngu như heo. Trong lòng Lục Cận Phong như có một vạn con ngựa nhanh chóng lao về phía trước, anh tức giận đá một đá vào mông Hạ Huy, lắm mồm. Vâng, đại ca. Hạ Huy xoa xoa mông mình. Đại ca hạ thủ lưu tình nên không có đau. Các thi thể trên đất nhanh chóng được xử lý, ngay cả một giọt máu cũng không có. Ánh mắt Tô Yên nhìn Lục Cận Phong đầy phức tạp, cô muốn nói lại thôi. Đại ca, Lâu Doanh xảy ra chuyện rồi. Vạn Nhất và Bạch Phi Minh chạy tới. Tô Duy còn chưa tìm ra, Lâu Doanh lại có chuyện, lòng của Tô Yên co rúm lại. Xảy ra chuyện gì? Bạch Phi Minh nói, chắc là trên đường bị người của Vương Bài bắt được. Có thể là đối thủ của Lâu Doanh, hoặc có thể người bắt được cô ấy cũng không có bao nhiêu người, tôi lo lắng Lâu Doanh sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, bọn chúng không ra khỏi được vùng biển này đâu. Lục Cận Phong còn nói thêm, nhưng tôi không đảm bảo, Lâu Doanh không có chuyện gì. Lời này nói ra làm trong lòng Vạn Nhất trầm xuống, anh ta lập tức dẫn theo rất nhiều người tự mình lên du thuyền đuổi theo. Bạch Phi Minh cũng đi cùng. Trên mặt Lục Cận Phong không có một chút hoảng hốt nào. Chỉ đến an ủi Tô Yên, em đừng lo, anh chỉ hù Vạn Nhất thôi, chỉ cần đối phương không lấy mạng của Lâu Doanh tại chỗ, thì Lâu Doanh sẽ không sao. Nhìn Lục Cận Phong không hoảng hốt, cô cũng không hoảng sợ. Tô Yên suy nghĩ sâu xa nhìn Lục Cận Phong, giọng cũng có chút kỳ lạ nói, theo em vào phòng. Nói xong, Tô Yên xoay người đi vào trong phòng. Xạ Thành Nghị không hiểu ý cô, lại hỏi, vợ của cậu muốn làm gì thế? Sao tôi có cảm giác giọng điệu không đúng nhỉ? Lục Cận Phong thở dài, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, lại phải bị gia pháp hầu hạ rồi. Sa Thành Nghị. Dưới vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Cận Phong, lộ rõ sự xảo quyệt như hồ ly, làm sao lại có dáng vẻ như muốn bị gia pháp hầu hạ vậy chứ? Sa Thành Nghị còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, đột nhiên trên mặt biển vang lên một âm thanh thật lớn, đó là tiếng nổ mạnh. Lục Cận Phong cũng nghe thấy, anh quay đầu liếc nhìn mặt biển, gương mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Chương 407, Lục Cận Phong và Tô Yên tranh cãi muốn ly hôn. Tiếng nổ mạnh ở vị trí trung tâm, đó chính là vị trí thuyền bị đốt của đám người hùng sư vừa nãy. Không trung dựng lên một đám mây hình nấm, rồi nhanh chóng tản ra. Người cũng đã được giải quyết hết, thì làm sao còn có tiếng nổ mạnh này? Sắc mặt của Sa Thành Nghị hơi thay đổi một chút, thì thầm trong miệng, Lục Cận Phong, tôi luôn cảm thấy có chuyện lớn không ổn rồi. Bởi vì vụ nổ này chính là một trong các bẫy trên đảo. Lục Cận Phong không ra lệnh thì sẽ không có người nào khởi động bẫy cả. Nhưng bây giờ thật sự đã kích hoạt nên bẫy mới nổ.
Tô Yên cũng quay trở lại, ánh mắt nhìn về nơi có tiếng nổ, sao lại thế này? Lục Cận Phong tự dẫn người tới thăm dò. Tôi cũng đi. Sa Thành Nghị đi theo. Tô Yên cũng sải bước đến cano, em cũng muốn đi. Đây là đi theo xem náo nhiệt à? Lục Cận Phong chỉ dám nghĩ trong lòng như thế, chứ ngoài miệng nào dám nói như vậy. Ngồi vững vào. Lục Cận Phong khởi động cano, lái tới chỗ tiếng nổ mạnh phát ra. Trên mặt biển, khắp nơi đều trôi nổi mảnh vỡ của thuyền, còn có rất nhiều mảnh vỡ khác đã chìm vào đáy biển. Tiểu Duy, Tiểu Duy. Tô Yên gân cổ họng gọi, vừa nãy toàn bộ người của Hùng Sư đã bị giải quyết hết, nhưng lại không biết tung tích của Tô Duy ở đâu. Đúng lúc này có một vụ nổ lớn khiến lòng cô vô cùng hoảng loạn. Người của ám dạ lục soát trên mặt biển. Đột nhiên có một người cao giọng gọi, đại ca, có phát hiện một cánh tay cụt. Cánh tay cụt kia đang ở trên thuyền nhỏ trôi nổi, đó chính là cano mà trước đó đám người Hùng Sư muốn dùng để chạy trốn. Lúc đó, Tô Duy ở ngay trên này. Ngay khi cánh tay kia được đưa tới, Tô Yên lại nhìn thấy ống tay áo không còn trọn vẹn của cánh tay kia, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Cánh tay kia chính là của Tô Duy. Sau khi cầm về, Sa Thành Nghị còn lấy máu của Tô Duy trước đó để xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, khi xác định xong kết quả cuối cùng thì đó thật sự là cánh tay của Tô Duy. Sau khi Tô Yên hôn mê được đưa trở về thì không mất bao lâu cô đã tỉnh lại, trong lúc hoảng hốt cô nghe được giọng Sa Thành Nghị nói, cánh tay cụt kia chắc chắn là của Tô Duy rồi, nhìn vụ nổ vừa nãy, chắc chắn người đã không còn, chỉ còn một cánh tay cụt sót lại vẫn xem như là may mắn. E là xác đã chìm vào đáy biển làm mồi cho cá mập rồi. Đầu Tô Yên lập tức trống rỗng. Cô lại nghe Sa Thành Nghị hỏi, Lục Cận Phong, đó là cậu âm thầm ra lệnh sao? Không có mệnh lệnh của cậu thì ai dám khởi động hệ thống phòng bị cuối cùng trên biển đâu. Tô Duy đến đảo này có động cơ không đơn giản, lại trộm mất bản đồ. Người của Hùng Sư chắc chắn đưa cậu ta tới đây để tự biên tự diễn một màn bị bắt. Con người này quá nguy hiểm, sợ là mục đích của cậu ta không chỉ muốn báo thù cho cha. Cậu ra tay trước lấy thế chủ động cũng tốt. Đầu của Tô Yên lập tức như muốn nổ tung. Lục Cận Phong ra tay với Tô Duy rồi. Lục Cận Phong đang muốn mở miệng đã thấy Tô Yên đi ra ngoài với đôi chân trần. Yên Yên. Lục Cận Phong đau lòng, bước nhanh tới. Là anh sao? Mắt Tô Yên đỏ lên, giọng run rẩy hỏi, là anh đã hại chết Tiểu Duy. Lục Cận Phong, anh nói cái gì mà không kịp, anh gạt em hết, từ lúc đầu anh đã cho người canh chừng ở trên biển rồi. Nếu không làm sao đám người Hùng Sư bị giết sạch chứ, anh sớm biết USB của em là cầm về từ Tiểu Duy, anh biết tất cả mọi chuyện nên anh đã giết Tiểu Duy. Lục Cận Phong há miệng, đột nhiên cảm thấy yết hầu bị chặn lại như có cây gai đang đâm sâu vào nơi đó. Logic thật chặt chẽ, anh có trăm cái miệng cũng không bào chữa được. Hai mắt Lục Cận Phong hơi híp lại, em xem anh là người như vậy sao? Vừa nãy anh Sa nói còn chưa rõ ràng sao? Trừ anh ra thì không có người nào có thể khởi động hệ thống phòng bị, anh lệnh nhiều người đi như vậy nhưng chỉ đưa đám người Hùng Sư về, rõ ràng Tiểu Duy cũng có đi theo nhưng tại sao không đưa thằng bé về? Vì anh không muốn đưa nó về, anh muốn mạng của nó. Sa Thành Nghị thấy hai người cãi vã cũng vội vàng khuyên giải, Tô Yên, cô bình tĩnh đi, đừng có nổi nóng, lời vừa rồi của tôi cũng chỉ là đoán mò thôi, cô đừng có xem đó là thật, hai người các người mỗi người bớt một lời đi. Đột nhiên Lục Cận Phong cất cao giọng, anh quát, để cô ấy nói. Tô Yên sững sờ, Lục Cận Phong, anh thế mà lại quát em. Anh quát em thì làm sao, Tô Yên, anh thấy em bị anh chiều đến không biết trời cao đất dày rồi, em ỷ vào anh cái gì cũng chiều theo ý em nên mới muốn làm gì thì làm có phải không? Lục Cận Phong là người làm chủ một gia đình, khí thế cũng hết sức áp bách, về phòng suy nghĩ lại đi, nếu như em vẫn nghĩ không thông thì chỉ cần một câu nói em muốn ly hôn, anh lập tức đồng ý làm theo lời em nói. Này, người anh em, lời này cũng hơi quá. Sa Thành Nghị vội vàng kéo Lục Cận Phong sang một bên, nhỏ giọng khuyên can, cậu đừng có vì giữ chút thể diện mà nói như vậy với Tô Yên, bớt tranh cãi lại một chút, hai cậu còn có bốn đứa con, chuyện này làm sao có thể chia rõ ràng được. Sao không thể chia rõ ràng, bốn đứa đúng lúc một người hai đứa, ông đây sẽ không thiếu một xu nào phí nuôi nấng, sẽ giữ thân trong sạch để tiết kiệm tiền, nếu muốn, cứ đi ra khỏi nhà, ông đây chán ngấy cái kiểu giận dỗi này rồi. Một, từng chữ đều vô cùng ngang ngược, lấy ra giọng điệu của một người đàn ông chân chính. Lục Cận Phong đi tới trước mặt Tô Yên, hỏi em có muốn ly hôn không? Hai mắt Tô Yên đỏ lên, gật đầu có. Sa Thành Nghị giật mình, hai người thật sự làm thế sao? Tô Yên nghiêng đầu,
do đang tức giận nên giọng cũng rất lớn, anh ta quát tôi, đương nhiên đó là sự thật. Vừa dứt lời, Bạch Phi Minh và Vạn Nhất trở lại, phía sau còn có Lâu Doanh đã ướt sũng. Trên người Lâu Doanh khoác áo khoác của Vạn Nhất, vừa đi vừa hắt xì. Lâu Doanh. Tô Yên nhìn thấy Lâu Doanh, chạy chậm đến bên cạnh, em có bị thương ở đâu không? Không có sao, chỉ là không biết đám người kia đã châm cái gì làm em hôn mê, lúc em tỉnh lại là ở giữa biển, đám khốn kiếp kia không giết chết em, nhưng suýt chút nữa đã dìm em chết đuối, may mà mạng em lớn mới bơi lên được. Lâu Doanh xoa xoa cổ mình, còn chửi mẹ kiếp. Chuyện trải qua thực tế như vậy. Lục Cận Phong cho người mai phục chặn đường mấy người Ngô Sở Long, dưới sự hoảng hốt, Ngô Sở Long đã vứt Lâu Doanh vào biển. Đương nhiên, ngoại trừ Ngô Sở Long, thì những người còn lại đều bị bắt về toàn bộ. Nhưng tên Ngô Sở Long may mắn thoát được, đúng lúc gặp cá mập bơi tới, mùi máu tanh trên người đã thu hút lũ cá mập đến. Người Lục Cận Phong cho mai phục ở đó vội vàng vớt Lâu Doanh đưa đi, còn Ngô Sở Long ra sao cũng không quan tâm. Dù không bị chết đuối cũng làm mồi cho cá mập. Em không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Yên nói xong nhìn về phía Vạn Nhất, chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền, ngay bây giờ. Chị dâu lớn, trễ như thế rồi cô còn cần thuyền làm cái gì? Về thành phố, Tô Yên lạnh lùng liếc Lục Cận Phong, sau này tôi không còn là chị dâu lớn của các người, ngay vừa nãy ở đây, tôi với Lục Cận Phong đã nói ly hôn rồi. Ly hôn? Lời nói này làm ba người sốc nặng. Vạn Nhất không tin, cười nói, chị dâu lớn à, cô đùa gì thế, lúc nãy hai người còn ôm, hôn nhau với nụ hôn ướt át, lãng mạn kiểu Pháp mà, ly gì mà hôn chứ? Lâu Doanh xoa xoa trán Tô Yên, không có bị sốt, chị, em vừa mới từ biển về, đầu óc bị nước vào cũng thôi đi, nhưng chị lại nói mơ sảng cái gì vậy, lẽ nào hai vợ chồng các người tình thú đến thế à? Vẻ mặt Lâu Doanh cười xấu xa. Biểu hiện của Tô Yên lại rất nghiêm túc, Tiểu Duy chết rồi, chết trong bẫy của Lục Cận Phong bố trí. Lời này như sấm sét ngang tai. Lâu Doanh khó tin hỏi, chị đang nói đùa em à? Dù nói thế nào đi nữa Tô Duy cũng là em trai ruột thịt của mình, nếu người thật sự chết rồi thì làm sao Lâu Doanh lại không cảm giác được gì. Lục Cận Phong lạnh lùng nói, Tô Yên, em muốn đi thì đi đi, ông đây không phải không có em thì không cưới được phụ nữ khác, đúng đấy, Tô Duy là anh ra lệnh hại chết đấy, em thoải mái chưa, muốn đi thì đi hết cho tôi, cút khỏi đảo, nhanh chạy về thành phố đi. Mùi thuốc súng dày đặc, tràn ngập trong không khí. Mấy người ở đây đều ngây người tại chỗ. Hai người yêu đương lúc nào cũng dãi cơm chó, từ trước đến giờ Lục Cận Phong chưa bao giờ nói câu nào nặng lời với Tô Yên, mà hôm nay lại dùng chất giọng đó nói chuyện với Tô Yên. Không phải chán sống, thì tình cảm thật sự đã xảy ra vấn đề. Chương 408, oán trời oán đất oán không khí. Hai mắt Tô Yên đỏ lên, hốc mắt ẩm ướt, cô nhìn Lục Cận Phong, nhìn đến mức từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Tất cả mọi người lập tức bị dao động. Không ai dám hé răng lời nào. Lục Cận Phong xoay người, lạnh lùng căn dặn, Vạn Nhất, đi chuẩn bị thuyền đưa hai người họ đi. Tô Yên, từ lúc em gạt anh để Tô Duy trộm bản đồ đi, anh đã nhìn ra em đi theo anh không thật lòng. Bỏ lại câu nói này, Lục Cận Phong trực tiếp rời đi. Vạn Nhất cũng đang trong tình thế tiến thối lưỡng nan, gãi gãi đầu nhìn về phía xa Thành Nghị, cậu nói một chút đi, chuyện này là sao thế, chuyện gì xảy ra mà Tô Duy chết, vừa nãy tôi nghe có một tiếng nổ mạnh. Chẳng lẽ? Sa Thành Nghị gật đầu, hiện giờ chỉ tìm được cánh tay bị cụt của Tô Duy, nhưng cũng có thể kết luận đại khái, dưới tình hình như vậy chắc chắn Tô Duy chết rồi. Đột nhiên Tô Yên lại vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Vạn Nhất, Vạn Nhất, làm phiền anh đi chuẩn bị thuyền. Chị dâu lớn à, cô, Vạn Nhất định khuyên can lại không biết nên nói cái gì, vội vã đưa khuỷu tay đẩy Sa Thành Nghị, ra hiệu cho anh ta nói hai câu. Sa Thành Nghị lắc đầu, cũng thể hiện bản thân đã hết cách. Vừa nãy hai người cãi ầm lên như vậy, anh ta cũng đã khuyên nhưng cũng không khuyên được. Vạn Nhất vừa nhìn về phía Lâu Doanh. Ánh mắt của Lâu Doanh lại xẹt qua một tia sắc bén, chuẩn bị thuyền. Vạn Nhất thở dài, bất đắc dĩ đi chuẩn bị một chiếc cano lớn. Anh ta không yên tâm, nên tự mình dẫn người đưa ba người Lâu Doanh, Tô Yên và Bạch Phi Minh đến trên bờ. Sau khi lên bờ, Tô Yên cũng không nói gì, dáng vẻ lòng đã như cho lạnh, lập tức đi thẳng về phía trước. Vạn Nhất vứt một bộ quần áo sạch sẽ cho Lâu Doanh, đây là quần áo sạch sẽ, mặc vào đi, hai người các cô nhớ chăm sóc cho chị dâu Tô thật tốt đấy. Lâu Doanh cầm quần áo, cả sắc mặt tốt cũng không cho Vạn Nhất một lần, đuổi theo Tô Yên.
vạn nhất cười khổ, anh ta đã gây chuyện với ai rồi? Lục Cận Phong với Tô Yên cãi nhau rồi tách ra đột ngột như thế, cũng khiến đầu óc của mọi người choáng váng. Vạn nhất trở về trên đảo, anh ta tìm tới Lục Cận Phong ở phòng thông tin. Lục Cận Phong như một người không liên quan đang kiểm tra hệ thống theo dõi trên đảo, vạn nhất đi tới cười đùa, nói, đại ca, chị dâu lớn đi rồi, anh thật sự mặc kệ sao? Cãi nhau ầm ĩ như thế làm gì chứ, sau này còn phải dỗ cô ấy, đây không phải là tự anh đi tìm phiền phức sao? Lục Cận Phong liếc vạn nhất một chút, để cô ấy đi đi. Đại ca, vạn nhất thở dài, còn bốn đứa nhỏ thì sao, thằng ba thằng tư còn đang uống sữa, Hạ Phi với Hạ Vũ Mặc đã hiểu chuyện. Hai người cãi nhau thành như thế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn với bọn nhỏ, chỉ vì một tên nhóc Tô Duy, hai người không cần thiết phải như vậy, đúng rồi, anh thật sự ra lệnh giết Tô Duy sao? Đi ra ngoài. Lục Cận Phong tức giận lạnh giọng, đừng có tiếp tục nhắc hai chữ Tô Duy trước mặt tôi. Sa Thành Nghị cũng đi tới, trước cậu còn lo lắng mối quan hệ giữa Tô Duy với Tô Yên nên nói là thả Tô Duy đi, chắc sẽ không ra lệnh lấy mạng của Tô Duy, theo lý thuyết hoặc là Tô Duy sẽ tự mình đi hoặc là sẽ trở lại. Sao đột nhiên biến thành như thế được? Lục Cận Phong châm biếm một tiếng, vậy vừa rồi cậu còn nói ngay trước mặt Tô Yên là tôi ra lệnh giết Tô Duy. Sa Thành Nghị, tôi không phải đang phân tích sao, nào có biết Tô Yên tỉnh lại nghe được nửa đoạn đã cãi ầm lên với cậu. Sa Thành Nghị nói, cậu còn trách tôi, vừa nãy cậu cũng có giải thích đâu, biết rằng tâm trạng Tô Yên đang không tốt mà cậu còn nói những câu đó để kích thích cô ấy, chuyện này không phải do cậu gây ra sao? Vừa này cậu không lắm miệng thì bọn tôi cãi nhau sao? Vạn nhất thấy hai người này lại cãi nhau, vội vã chen vào giảng hòa, hai người làm gì vậy, có phải bị chúng ta hết rồi không, sao lại thành lục đục nội bộ rồi, bây giờ không phải nên điều tra xem tại sao bẫy bị khởi động sao? Lục Cận Phong trầm giọng nói, tra được rồi, chắc chính Tô Duy đã tác động đến bẫy được cài đặt nên nó mới tự nổ. Hai người khiếp sợ, chơi tự sát à, hay là không cẩn thận mà chạm vào? Độ khả thi của việc tự sát là con số 0. Lục Cận Phong mở to hệ thống theo dõi nói, dù chuyện như thế nào thì chết cũng đã chết rồi. Nhưng then chốt sau chuyện của Tô Duy, hai vợ chồng anh lại cãi thành ra như vậy, chờ sau khi cơn giận trôi qua, anh trở về nói xin lỗi với chị dâu lớn, lần này chuyện của Tô Duy là ngoài ý muốn, hai vợ chồng anh không cần phải cãi nhau ra như thế. Thế nào, giọng điệu Lục Cận Phong với sắc mặt cũng lạnh đi. Sa Thành Nghị và Vạn Nhất. Lúc này, Lục Cận Phong giống như oán trời oán đất oánh không khí, hai người không nói cái gì nữa, nói cái gì cũng trúng lưỡi dao. Vạn Nhất ngáp một cái kéo Sa Thành Nghị, cậu buồn ngủ chưa? Hay là cùng đi ngủ đi? Sa Thành Nghị hiểu ý, cũng ngáp một cái, đúng là mệt dã rời, đi thôi. Đại ca, một mình anh nhớ tự bảo trọng, bọn em đi ngủ đây. Nói xong hai người cũng biến mất. Đi ra ngoài phòng thông tin. Vạn Nhất mới hỏi, cậu định làm thế nào cho việc này? Sao tôi cứ cảm giác hai người này có chút quái lạ? Tôi định làm gì? Một người đàn ông chó độc thân như tôi làm gì có kinh nghiệm cãi nhau? Có điều người xưa có câu nhân gian này không có cặp vợ chồng nào mà không cãi nhau, trước tiên cứ bình tĩnh tầm vài ngày nữa rồi nói tiếp vậy. Hai, việc này đã ầm ĩ đến thế. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng lại không nói được. Hai người đang nói chuyện thì Hạ Phi tới, cha tôi đâu? Vạn Nhất lập tức nói, Hạ Phi, cha của nhóc đang giống như một quả bom, ai chạm vào cũng nổ, hai chúng tôi vừa bị nổ chạy ra đây này, chỉ có nhóc mới đi khuyên được thôi. Hai tay Hạ Phi mân mê trong túi, nói chuyện người lớn, trẻ con tốt nhất không nên nhúng tay vào, tôi đi tìm cha có chuyện khác. Bình tĩnh như thế. Vạn Nhất nói, Hạ Phi, cha nhóc với mẹ nhóc đang ồn ào đòi ly hôn, việc này nhóc có quan tâm không? Chuyện này tôi không quản được, tôi chỉ là một đứa bé. Hạ Phi xòe hai tay ra. Hai người. Họ đã phục cả nhà này rồi. Thật sự hoàng đế không vội thái giám đã chết bầm. Họ còn bận tâm làm cái quỷ gì nữa. Cha nhóc ở bên trong ấy, tự nhóc vào đi. Vạn Nhất hiếu kỳ hỏi, nhóc tìm cha nhóc để làm gì? Em ba và em tư cần uống sữa nhưng lại không cho tôi với em trai bế, mà giờ mẹ đã đi rồi, tôi với em trai lại phải đi huấn luyện, em ba với em tư chỉ có thể giao lại cho cha. Hạ Phi ra dáng người lớn nói, hai quân giao chiến không chém sứ giả, con tin còn ở trong tay, mọi chuyện không cần lo. Sa Thành Nghị với Vạn Nhất vừa nghe xong, tự nhiên có một cảm giác hiểu ra vấn đề. Đúng vậy họ gấp cái gì, bốn đứa nhỏ còn ở chỗ này, hai đứa nhỏ còn đang uống sữa,
hai đứa lớn thì lòng lại luôn hướng về Tô Yên, vậy đủ cho Lục Cận Phong uống một bình giấm rồi. Sa Thành Nghị vỗ vỗ vai Hạ Phi, thở dài nói, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Hạ Phi ngửa đầu nói, thầy Sa, bẫy trang bị sẽ không vô duyên vô cớ mà tự nổ, cậu cũng sẽ không tự sát, cha đã lệnh cho nhiều người như vậy chỉ để giải quyết người của Hùng Sư, còn giữ mạng cho cậu, chỉ cần cậu không phải thằng ngu thì nhất định sẽ biết tung tích mình đã bị lộ, nếu như đổi lại các anh thì các anh sẽ làm gì. Hai người ngạc nhiên đến ngây người, Hạ Phi phân tích vô cùng rõ ràng. Họ đang không có suy nghĩ đến chuyện này. Nếu Tô Duy có địch ý với Lục Cận Phong, đám người Hùng Sư với Vương Bài đều do Tô Duy dẫn tới, như vậy nếu chuyện bị lộ ra hoặc đám đó trở mặt, hoặc là sẽ giấu chuyện này đi. Làm sao giấu mọi chuyện với mọi người được? Nhưng nếu như không giấu thì phải làm sao? Sa Thành Nghị nói, cánh tay cụt kia chắc chắn là của Tô Duy, cậu ta chắc đã bị sát hại, lẽ nào sau khi chuyện lộ ra, đám người Vương Bài đã giết cậu ta để diệt khẩu? Chương 409, Mạch Thần Kinh bình thường của người. Phân tích một lượt còn rất có lý. Vạn Nhất xoa cằm, suy nghĩ nói, người của Vương Bài chắc chỉ muốn lợi dụng Tô Duy lấy trộm bản đồ mà thôi, sau đó họ nhờ đó lên đảo lấy cắp bí mật của ám dạ chúng ta, thậm chí là diệt sạch tận gốc chúng ta. Đại ca đã đề phòng rất cẩn thận, sớm chuẩn bị ra hai kế hoạch thích hợp, sau khi giải quyết xong đám người Hùng Sư với Vương Bài, không chừng sẽ khiến đại ca của Vương Bài là Hắc Ưng thẹn quá hóa giận, cảm thấy Tô Duy vô dụng nên đã giết chết cậu ta. Vạn Nhất nói, cảm thất rất có đạo lý, tự vỗ tay cái bóp khen mình, chắc chắn không sai đâu, ha ha, tôi thật quá thông minh mà. Sa Thành Nghị cũng cảm thấy có lý, nhìn về phía Hạ Phi, vậy cha của nhóc cũng nghĩ như thế chứ. Hạ Phi làm một vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói, cha nói với tôi là tôi giỏi hơn ông ấy, sóng trường giang sóng sau xô sóng trước, nhưng cậu xảy ra chuyện có thể là bị diệt khẩu. Vậy cha của nhóc làm sao không giải thích rõ ràng với mẹ của nhóc chứ, lại muốn cãi nhau với mẹ nhóc, muốn tìm đường chết à? Đàn ông mà, sẽ có mấy ngày tâm trạng không tốt. Hạ Phi xua tay, hai người đừng có lo, có thể cha tôi đang muốn thừa dịp này mà tranh thủ lấy lại địa vị ở gia đình chăng? Trong khoảng thời gian ngắn này mẹ vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện của cậu, mà đoạn thời gian này cha cũng sẽ có được sự tin tưởng của mẹ, cãi nhau hay xung đột một chút cũng là chuyện rất bình thường. Trạng thái và tâm lý này, làm hai ông chú ở đây muốn bái lạy. Sa Thành Nghị với Vạn Nhất liếc mắt nhìn nhau, vậy chúng tôi về phòng ngủ được chưa? Vạn Nhất vội kéo dài khoảng cách, ai ngủ với cậu, ai ngủ phòng đó đừng có làm xấu sự trong sạch của tôi. Sa Thành Nghị. Sa Thành Nghị cười lạnh, đang tự chế nhạo mình à. Một người bị phụ nữ đánh gục như cậu còn có cái gì là trong sạch, đúng hơn là trong sạch cũng mất rồi, cậu còn chưa chịu công bố chính thức à. Vạn Nhất im lặng quay đầu đi. Đúng là thằng bạn xấu xa. Chuyên lựa chỗ đau của người ta mà đạp lên. Ba người Tô Yên trở lại trên bờ. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không thể đi thẳng về thành phố mà chỉ có thể chọn một khách sạn ở gần đó rồi ở lại trước. Lâu Doanh với Bạch Phi Minh không yên tâm cho Tô Yên, nên ba người cũng ở chung một căn phòng. Sau khi Tô Yên rời khỏi đảo, vẫn không lên tiếng, mặt cũng không chút cảm xúc nên chẳng ai biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Lâu Doanh với Bạch Phi Minh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt họ giao nhau suy nghĩ làm sao để khuyên giải chuyện này. Bạch Phi Minh, cậu đi đi. Lâu Doanh, cậu đi đi, tớ không dám. Bạch Phi Minh, cậu không dám thì tớ càng không dám. Lâu Doanh, có còn bạn tốt hay không đấy? Bạch Phi Minh, đấy là chị của cậu đi thích hợp hơn. Hai người đang nháy mắt bàn bạc, đột nhiên Tô Yên mở miệng, hai người các người đang nói âm thầm gì với nhau đấy? Lâu Doanh lúng túng nở nụ cười, chị, mắt của Phi Minh có chút khó chịu, em nhìn xem cô ấy thế nào, đúng rồi tâm trạng chị tốt lên chút nào chưa? Nói một chút xem, sao chị lại cãi nhau ầm ĩ với anh rể thế, còn đòi ly hôn, còn Tô Duy? Ở tình huống đó, không có khả năng Tô Duy còn sống. Hai tay của Tô Yên ôm đầu gối, anh ấy đã nghi ngờ Tiểu Duy từ trước, chị cũng biết Tiểu Duy có vấn đề, nhưng chị vẫn cố gắng đứng ở chính giữa rằng co hai bên, cuối cùng vẫn không thể ngăn được bi kịch này xảy ra, đó là Tiểu Duy mà, sao Lục Cận Phong có thể tự ra tay lấy mạng của nó được. Đối với việc Tô Duy có vấn đề, đầu óc của Lâu Doanh cũng hơi choáng. Chị có ý gì? Chị nói từng chữ thì em hiểu. Nhưng chị nói liền mạch như vậy em không hiểu đó là ý gì. Đám người Hùng Sư với Vương Bài đều là do Tiểu Duy dẫn đến, bản đồ cũng chính Tiểu Duy trộm, lúc nó lên đảo đã có mục đích riêng rồi. Tô Yên đau xót nhắm hai mắt lại.
Lâu Doanh tiêu hóa lời nói của Tô Yên một lúc, có chút không tin, chị nói là, trước đây Tô Duy có liên hệ với đám người Thiên Lang sao? Nó muốn làm cái gì? Nó muốn chết gà, hay là muốn báo thù cho người kia? Người đó là tự gieo gió mà gặt bão, nó mù quáng nghe lời dỗ ngoan ngọt kiểu gì mà đòi báo thù, đầu óc nó bị kẹp ở cửa hay là óc heo? Lâu Doanh càng mắng càng tức giận thêm, chị, nếu không chúng ta quay về bàn bạc lại với anh rể đi, hỏi một chút xem sao, chứ nể mặt mũi của chị thì anh ấy sẽ không hại Tô Duy đâu. Mặt Tô Yên xám như cho, anh ta quát chị. Tâm trạng của Lâu Doanh xúc động, chị, chuyện đêm nay nhất định có ẩn tình, tên khốn kiếp Ngô Sở Long kia không chừng đã bị mai táng trong bụng cá, nếu không chết thì em nhất định sẽ bắt tên đó về hỏi cho kỹ một chút. Tô Yên lặp lại, anh ta quát chị. Lâu Doanh nói tiếp, chị, chắc là anh rể cũng đang giận nên ấm đầu, chứ anh ấy có thể lỡ tay làm bị thương Tô Duy thôi, trước tiên chúng ta điều tra chuyện này cho rõ ràng đã. Tô Yên nhìn về phía Lâu Doanh, anh ta quát chị. Lâu Doanh. Lâu Doanh muốn đập đầu vào tường, Tô Yên không xoắn xuýt chuyện Lục Cận Phong có hại Tô Duy hay không mà là chuyện anh rể quát chị. Đây chính là mạch thần kinh bình thường của người phụ nữ khi cãi nhau. Đàn ông cãi nhau như một cây pháo châm ngồi, đụng một chút là nổ banh xác không còn chút mảnh giáp. Mà phụ nữ cãi nhau lại như một cái bàn nhang muỗi, cháy theo vòng tròn kéo dài với nhiệt độ cao. Mấu chốt là, thường xuyên chỉ có một chuyện thôi mà bám mãi chẳng bỏ qua. Chương 410, Đại ca Hắc Ưng có lời mời. Lâu Doanh đập đầu vào tường, đỡ chán bất lực nhìn Tô Yên, chị xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá rồi. Hay là xem phim Hàn nhiều. Lúc này Bạch Phi Minh mở miệng, nói đỡ cho Tô Yên một câu. Lâu Doanh, chuyện hôm nay thật sự rất kỳ lạ, cậu suy nghĩ một chút xem, ngày thường Lục Cận Phong đối xử như thế nào với chị gái cậu, Tô Duy có chuyện, tâm trạng chị gái cậu xúc động là phản ứng bình thường thôi, mà chuyện này cũng không phải chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng Lục Cận Phong lại không bình thường, nếu mình nhớ không lầm thì đây cũng là lần đầu tiên Lục Cận Phong quát chị gái cậu. Lâu Doanh ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Phi Minh, Phi Minh, hiếm khi mình nghe cậu nói một lần nhiều như vậy đấy, có điều cậu nói cũng rất có lý, lẽ nào anh rể lại có tật giật mình, cố ý hung dữ với chị mình tại thật sự do chính anh ấy hại Tô Duy sao? Bạch Phi Minh dựa vào cửa sổ liếc nhìn bóng đêm ở ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu như mình là Lục Cận Phong, mình cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Duy, anh ấy là thủ lĩnh của một tổ chức bị kẻ địch tìm thấy địa bàn của mình là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi vị trí căn cứ chính của ám dạ bị lộ ra bên ngoài hậu quả thật sự khó lường trước được, phương án tốt nhất chính là diệt khẩu. Người của Hùng Sư đã bị diệt khẩu. Người của Vương Bài phái đi cũng bị diệt sạch. Làm sao Tô Duy có khả năng may mắn thoát khỏi tình huống khó khăn này? Đột nhiên không khí động lại, một ngạt đến cực độ. Không biết không gian yên tĩnh bao lâu, Tô Yên đột nhiên mở miệng nói, còn có một khả năng khác chính là Tiểu Duy bị người của Vương Bài diệt khẩu. Lời này nói ra làm Lâu Doanh và Bạch Phi Minh bất ngờ, đồng loạt xoay mắt nhìn về phía Tô Yên. Tô Yên nói tiếp, Tiểu Duy cầm bản đồ đưa những người kia tới, sau đó, Tiểu Duy sẽ hết giá trị lợi dụng nên có thể bị đám đó diệt khẩu, nếu sau khi Tiểu Duy lấy bản đồ đi, đám người Vương Bài cũng sẽ tới đảo, vậy thì chứng tỏ đám người Vương Bài đã xem qua bản đồ rồi, họ mới tìm lên bờ nhưng lại gặp mai phục nên có đi mà không có về, đám người Vương Bài có thể dẫn lây sang Tiểu Duy rồi giết nó. Nếu bọn chúng lấy được bản đồ, ngay cả Vương Khinh Nhu cũng đã chết, nói không chừng trên đảo còn có nội gián, có thể bẫy phòng vệ bị kích động cũng do đó. Lâu Doanh thấy Tô Yên đoán ra logic đã rõ ràng như vậy, chố mắt há mồm, chị, có ba loại khả năng, một là anh rể giết người diệt khẩu, thứ hai là đám Vương Bài giận chó đánh mèo nên giết Tiểu Duy, cuối cùng tại đám người Vương Bài diệt khẩu Tiểu Duy vì hết giá trị lợi dụng, nhìn chung thì Vương Bài có mối nghi ngờ lớn nhất, vậy tại sao vừa nãy chị lại cãi nhau với anh rể? Tô Yên nhìn Lâu Doanh, bây giờ chị bình tĩnh chứ không có nghĩa lúc trước chị bình tĩnh. Lâu Doanh. Tô Yên tức giận nói, Lục Cận Phong chưa bao giờ quát chị, vừa nãy anh ta lại quát chị. Chị, bọn em đều biết anh rể quát chị. Tô Yên vừa nhớ lại lúc nãy, càng ngày càng tức giận như một bàn nhang muỗi bị đốt lửa, tiếp tục cháy theo vòng tròn với nhiệt độ cao kéo dài. Anh ta còn hỏi chị có muốn ly hôn hay không? Thậm chí anh ta cũng chia con xong rồi thậm chí còn tình nguyện giữ thân trong sạch tiết kiệm tiền. Tô Yên tức giận nói, giữa vợ chồng khi cãi nhau cố kỵ nhất là cái gì, các em biết không? Lâu Doanh với Bạch Phi Minh cũng lắc đầu. Hai cô ta là chó độc thân, làm sao biết được chuyện hàng gắn trong hôn nhân chứ? Chuyện yêu đương trai gái,
hay bạn bè dè chừng nhất chính là mở miệng nói sự chia tay trên đầu lưỡi, còn chuyện vợ chồng lúc cãi nhau cố kỵ nhất là mở miệng ra nói ly hôn. Lâu Doanh nói chị, không phải do chính chị cũng nói ly hôn sao? Anh ta trực tiếp hỏi chị muốn hay không muốn như thế, em nói chị nên trả lời thế nào? Nếu chị khóc lóc cầu xin đừng ly hôn, không phải để anh ta xem thường chị sao? Vậy nên chị chỉ có thể đồng ý. Tô Yên bực tức nói, trong việc cãi nhau, khí thế tuyệt đối không thể thua. Hai kẻ sĩ diện hiếu thắng vào nhau chính là có kết cục này. Lâu Doanh với Bạch Phi Minh liếc mắt nhìn nhau, thế làm sao bây giờ? Bạch Phi Minh nói, đợi Lục Cận Phong đến xin lỗi hử. Lâu Doanh bĩu môi, mình cảm thấy lần này có đợi thì anh rể sẽ không dám tới gặp chị mình đâu, cũng sẽ không xin lỗi luôn, chuyện này đổi lại là mình thì mình cũng nhân cơ hội này tăng địa vị của mình ở trong gia đình lên một chút, là một người chồng đầu đội trời chân đạp đất mới được đấy. Nói xong, Lâu Doanh lại cảm thấy giống như mình bênh nhầm người, nên liếc khóe mắt về phía Tô Yên. Mà hình như Tô Yên lại không nghe thấy, đột nhiên nước mắt lại rơi xuống. Không phải cô vì Lục Cận Phong quát mình mà khóc, mà cô khóc cho Tô Duy. Hai người đã sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng mấy tiếng trước còn khỏe mạnh, nhưng đột nhiên bây giờ người đã không còn, ngay cả hài cốt cũng không thấy, chỉ còn một cánh tay bị cụt. Lâu Doanh với Bạch Phi Minh cũng không nói chuyện nữa, tất cả chuyện xảy ra đêm nay đều quá sức đột ngột. Đêm đó, ba người cũng không ngủ. Đều nằm ở trên giường mất ngủ cả đêm. Cả đêm, trái tim Lâu Doanh thắt chặt lại. Trong đầu cô ta đều là thân phận của bản thân. Cô ta được sinh ra không phải do kết quả tình yêu của cha mẹ, chỉ do Lệ Quốc Minh xem mẹ cô ta như Lệ Uyển mà phát tiết rồi sinh ra một đứa nghiệt chủng. Những ký ức liên quan đến mẹ, Lâu Doanh đã dần dần mơ hồ. Mẹ chết không thể tránh khỏi liên quan đến việc bị Lệ Quốc Minh chà đạp hai lần. Bây giờ toàn gia tộc và cả Lệ Quốc Minh đã chết rồi, ngay cả mẹ cũng chết. Hiện giờ người có quan hệ máu mủ duy nhất với cô ta cũng chỉ có mình em trai nhưng cũng đã không còn. Một phút này, Lâu Doanh đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhiều sự xa lạ và bóng tối. Lần đầu tiên, Lâu Doanh có tâm sự. Tô Duy xảy ra chuyện, tâm trạng của Tô Yên cũng nặng trĩu, rất ngột ngạt, thậm chí cô còn khó chấp nhận được, Tô Duy cứ như vậy mà mất đi. Trong lòng cô vẫn còn ôm một chút hy vọng. Tô Duy có thể không chết, hoặc được người nào đó cứu rồi. Dù cho hy vọng xa vời, nhưng cô vẫn nắm chặt một niềm tin như vậy. Nắng sớm tinh mơ tỏa ra ánh sáng. Ánh mặt trời chiếu vào, ba người tự hiểu ngầm mà tỉnh dậy, chuẩn bị trở về thành phố. Bạch Phi Minh nói, mình đi chuẩn bị xe. Lâu Doanh nói, vậy mình đi xuống dưới lầu mua đồ ăn sáng. Tô Yên ở lại trong phòng thu dọn đồ đạc một chút rồi trả phòng. Ba người phân công công việc, hợp tác với nhau. Lâu Doanh với Bạch Phi Minh đi trước. Tô Yên rửa nước lạnh cho gương mặt tỉnh táo một chút, không có hành lý cũng không cần thu dọn cái gì. Tô Yên mở cửa ra, còn chưa bước ra ngoài thì trên trán đã bị một cây dao nhọn chĩa lên. Có hai người đàn ông mặc quần áo đen đứng trước cửa, họ mang khẩu trang, ở trên quần và ống tay áo có thêu một chữ Vương. Là người của Vương Bài sao? Cô Tô, muốn sống thì đi theo chúng tôi. Tô Yên rất thức thời, không cần thiết phải dùng trán để liều mạng với mũi dao kia. Tô Yên cố gắng để bản thân bình tĩnh, rồi lật con ngươi liếc nhìn mũi dao trên trán, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, người của Vương Bài. Cô Tô biết là tốt rồi, đi thôi. Một người đàn ông trong đó nói xong cũng vòng ra phía sau của Tô Yên, dùng cáng dao đánh ngất cô. Tên còn lại nói, sao cậu lại đánh ngất người, nếu như làm bị thương rồi thì phải làm sao, đại ca Hắc Ưng đã nói không được làm cô Tô bị thương. Đại ca Hắc Ưng cũng có nhắc chúng ta là cô Tô xảo quyệt. Tôi không đánh ngất cô ta sau khi đợi hai người kia tới, chúng ta cùng đừng hòng thoát được dù chỉ một người. Vậy còn sớ dỡ ở đây làm cái gì, nhanh chóng đưa người đi. Đi nhanh. Hai người một người khiêng chân, một người ôm thân rời khỏi khách sạn từ cửa sau. Khách sạn này mở ra khá muộn nên cách thiết bị bố trí an toàn vẫn chưa hoàn thiện. Thật ra đây là khách sạn tư nhân này giống như nhà dân bình thường, đừng nói đến việc đăng ký tin tức cá nhân mà ngay cả quản lý cũng không có. Lâu Doanh mua đồ ăn sáng quay về, đã nhìn thấy căn phòng trống trơn, lập tức gọi điện thoại nhưng điện thoại lại không gọi được. Bạch Phi Minh cũng quay về rồi, đã tìm thấy xe đến sân bay rồi, ủa chị cậu đâu? Cậu không gặp à? Lâu Doanh vội vã đi tìm ông chủ khách sạn. Ông chủ, có một người cùng thuê phòng chúng với chúng tôi đi đâu rồi? Ông chủ ngồi chồm hổm trên mặt đất đang đốt than đá, làm sao mà tôi biết được,
tôi không có nhìn thấy, tôi đang đốt than đá ở đây, nhưng sao than đá lại đốt mãi không cháy đây này, kỳ quái. Tính tình của Lâu Doanh nóng nảy, đạp ngã cả bếp lò đi. Bạch Phi Minh kéo cô ta lại, tìm chị gái cậu quan trọng hơn. Ôi bếp lò của tôi! Ông chủ tức giận đến giơ chân lên, quát, hai tên đàn ông kia nên đưa người phụ nữ tính tình nóng nảy này đi, chứ không phải đưa người kia. Đàn ông gì? Lâu Doanh túm chặt cổ áo của ông chủ hỏi, ai đưa chị gái tôi đi? Cái này, sao tôi biết được chứ? Vừa nãy tôi vô tình nhìn thấy có hai người đàn ông đưa người phụ nữ các người nói đi ra cửa sau. Chương 411, gặp được Hắc Ưng rồi. Chủ khách sạn không nói dối. Ông ta bẩm sinh đã nhát gan, không muốn xen vào chuyện người khác, vừa nhìn đã biết hai người kia không phải dạng hiền lành gì, nếu giờ mình dây vào bọn họ thì sẽ xui xẻo thế nào chứ? Cái mạng nhỏ này chỉ có một mà thôi. Ông ta sẽ không làm ba cái chuyện hiệp nghĩa đó đâu. Bạch Phi Minh nói, người chắc chưa đi được bao lâu, chúng ta đuổi theo trước đã, quan tâm người này làm gì vội. Kể cả rời đi chưa được bao lâu, nhưng với thời đại giao thông phát triển như hiện giờ, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi cũng đủ khiến bọn họ rơi vào thế mỏ kim đáy biển rồi. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cùng kêu một chiếc taxi rồi đuổi theo cả nửa ngày trời vẫn không thấy dấu vết. Mẹ kiếp! Lâu Doanh lại chửi bậy, nhân lúc chúng ta không có ở đây lại dám ra tay với chị mình, chắc chắn là người quen. Anh ta biết cả ba người chúng ta cùng chung một phe. Thấy Lâu Doanh nhắc nhở như vậy, Bạch Phi Minh bèn nói, người của Vương Bài vừa tấn công ám dạ, khách sạn kia lại gần bờ biển nhất, chẳng lẽ kẻ đưa chị cậu đi chính là người của Vương Bài. Lâu Doanh vỗ đùi cái đét, vậy thì không được, phải mau gọi điện thoại cho anh rể mình. Lúc Lâu Doanh gọi điện tới, Lục Cận Phong đang cho bé tự uống sữa bột, anh liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, không nghe máy. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lâu Doanh gọi tới là vì Tô Yên, khả năng cao là muốn khuyên giải. Về vấn đề an toàn của Tô Yên thì đã có Lâu Doanh và Bạch Phi Minh phụ trách, cho nên Lục Cận Phong cũng không có gì phải lo. Không thấy anh nghe máy, Lâu Doanh lại gọi tiếp. Điện thoại cứ reo mấy hồi liền, vạn nhất bấy giờ giả bộ đi ngang qua cửa mấy lần thực sự không nhịn nổi nữa, anh ta bèn đi vào nói, đại ca, mẫu Dạ Xoa gọi tới cho anh kìa, thôi để em nghe hộ cho. Thấy có người nhấc máy, Lâu Doanh vội tới mức muốn mắng người, anh rể, chị của em bị bắt cóc rồi. Vạn nhất vừa nghe thấy thế, sắc mắt lập tức trở nên nghiêm trọng, đại ca, chị dâu xảy ra chuyện, Lâu Doanh nói chị ấy bị bắt cóc rồi. Lục Cận Phong tay đang đút sữa cho con chợt khựng lại, sau đó anh làm như không có chuyện gì, nói, bảo Lâu Doanh không cần bày trò lừa tôi, cũng nhờ cô ấy chuyển lời tới Tô Yên rằng, sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện trên đảo, tôi sẽ lập tức trở về đế đô. Gặp nhau ở cục dân chính. Vạn nhất đang mở loa ngoài. Lâu Doanh nghe không lọt tai lời Lục Cận Phong vừa nói. Cô ta tức điên lên, nói như hét vào trong điện thoại, Lục Cận Phong, bà đây không cần biết anh và chị tôi định giận nhau tới khi nào, chỉ cần anh đừng hối hận là được. Nói xong, Lâu Doanh bèn tắt loa ngoài. Tức chết mất, tức chết mất. Lâu Doanh tức đến mức đầu bốc khói, cô ta bèn dùng tay quạt quạt hai cái để hạ nhiệt, Lục Cận Phong lại nghĩ tôi lừa anh ta. Tôi phải nhịn lắm đấy, nếu chị tôi mà có chuyện gì thì anh ta cứ ở đó mà hối hận. Nói đến mấy chữ cuối, Lâu Doanh đã dùng tới sức mạnh hồng hoang để hét vào điện thoại, khiến lỗ tai của Vạn Nhất suýt thì điếc. Vạn Nhất theo phản xạ đưa máy ra xa, sau khi cúp máy, dường như giọng của cô ta vẫn còn âm vang trong căn phòng. Đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng, Lục Cận Phong sầm mặt, một lát sau, anh nhét bé Tư vào tay Vạn Nhất, đồng thời với lấy điện thoại, bé Ba. Bé Tư giao cả cho cậu. Anh chỉ buông một câu đó rồi dứt khoát bỏ đi. Vạn Nhất bất lực, thở dài lẩm bẩm, vợ chồng hai người cãi nhau làm gì chứ, hai. Lục Cận Phong vào phòng tin tức, vội mở máy tính lên, đăng nhập vào một tài khoản, động tác tay của anh lướt nhanh trên bàn phím, anh đang định vị chỗ Tô Yên đang ở. Nhưng, lại mất tín hiệu rồi. Sau khi bị đánh ngất, Tô Yên bị ném vào trong một chiếc xe hơi. Chiếc xe chở cô đi đâu đó rồi lại chuyển sang máy bay. Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình đang ở trụ sở chính của Thiên Lang, hay nói đúng hơn, chính là trụ sở chính của Vương Bài. Lúc trước Tô Yên từng tới nơi này, cho nên cô vẫn có chút quen thuộc. Tay chân Tô Yên đều không bị trói, ngoại trừ việc cơ thể bị giới hạn di chuyển và cử động thì cô không hề bị thương ở đâu. Kỳ lạ hơn là người của Vương Bài vẫn đối đãi tử tế với cô, cho cô ăn uống đầy đủ. Tô Yên nhớ lại trước đây Lục Cận Phong từng nói rằng, đại ca của Vương Bài hiện giờ tên là Hắc Ưng.
Vậy Hắc Ưng bắt cóc cô để làm gì? Để uy hiếp Lục Cận Phong ư? Tô Yên mở cửa ra, định đi ra ngoài một lát, nhưng lại bị người trông coi ở cửa chặn lại. Cô Tô, mong cô cứ ngồi chờ trong phòng, có cần cái gì thì nói với chúng tôi là được rồi. Tô Yên nói, tôi muốn gặp người đứng đầu hiện giờ của các anh. Vừa dứt lời thì dưới tầng đã có tiếng bước chân dồn dập vang lên, đồng thời còn có cả tiếng nói chuyện. Đại ca Hắc Ưng chảy nhiều máu lắm, lần này anh ấy bị thương rất nặng, bác sĩ, ông nhanh lên chút. Đại ca Hắc Ưng bị thương. Tô Yên cau mày, nhìn về nơi phát ra tiếng động, bèn trông thấy ba người đang vội vàng chạy lên tầng trên. Chẳng lẽ Hắc Ưng đang ở tầng trên? Vừa nghĩ tới khả năng Tô Duy đã bị Vương Bài giết để diệt khẩu, Tô Yên bèn lân la tới làm quen với người trông cửa phòng mình. Hai người các anh là người mới tới phải không? Lúc trước tôi từng là người đứng đầu Thiên Lang, hình như chưa có gặp các anh bao giờ. Một người trong số đó khinh bỉ nói, phần lớn người trong trụ sở cũ của Thiên Lang hồi trước đều đã đi rồi, Vương Bài của bọn tôi đã thay máu rất nhiều, sau này còn muốn vượt qua ám dạ, trở thành huyền thoại luôn. Vương Bài thật sự muốn đối đầu với ám dạ. Thứ nhất là muốn làm đối thủ với ám dạ, cho nên đột nhiên Tô Yên cảm thấy rất tò mò về người tên Hắc Ưng này. Một người khác lên tiếng, đại ca Hắc Ưng nói cô Tô rất danh ma, giỏi đánh trúng tâm lý người khác, anh ấy không yên tâm để những người của Thiên Lang trước đây tới trông chừng cô nên đã đặc biệt cử hai anh đây tới trông coi. Hai người này thật sự thần tượng Hắc Ưng đây mà. Tô Yên lại để ý, cô chưa từng quen biết Hắc Ưng. Nhưng dường như đối phương lại rất am hiểu về cô. Là người quen ư? Tô Yên bị hai anh trai trông coi mời về phòng. Mấy ngày sau, những người này chỉ có trách nhiệm đưa đồ ăn thức uống tới cho Tô Yên, cũng không nói chuyện gì với cô nữa. Tô Yên bắt đầu sốt ruột, đã lâu như vậy rồi, Lâu Doanh và Bạch Phi Minh vẫn chưa tìm được cô sao? Chắc chắn Lâu Doanh đã báo cho bên Lục Cận Phong, nhưng cũng chưa thấy anh có động tĩnh gì. Cô hơi không hiểu tình hình hiện giờ. Tới ngày thứ bảy từ lúc bị bắt cóc tới đây, Tô Yên đang tính kế xem làm sao bỏ trốn khỏi nơi này thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông ngồi xe lăn xuất hiện ở cửa. Người này mặc đồ màu đen, đeo mặt nạ, vóc người khá gầy, đôi mắt lộ ra khỏi chiếc mặt nạ, ánh lên màu hổ phách. Trên người anh ta không hề có chút cảm giác chết chóc nào. Tô Yên cảnh giác, trừng mắt nhìn người đàn ông, anh chính là Hắc Ưng. Một đám người cung kính đứng sau lưng người này. Chứng tỏ địa vị của anh ta rất cao. Người đàn ông gật đầu, nói bằng giọng khàn khàn, cô không phải sợ, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại đây thì sẽ không ai làm hại cô. Giọng nói của Hắc Ưng hơi uể oải, vô lực. Tô Yên nhớ lại mấy ngày trước từng nghe nói Hắc Ưng bị thương chảy rất nhiều máu, chắc cũng liên quan tới việc này. Vậy anh phải nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc anh bắt tôi tới đây vì mục đích gì? Tô Yên lạnh lùng chất vấn, có phải các người giết Tiểu Duy rồi đúng không? Hắc Ưng nghe xong bèn mỉm cười giễu cợt, cái tên đần độn Tô Duy ấy hả, động tới cậu ta chỉ làm bẩn tay tôi. Không phải các người thì là ai, rốt cuộc các người đã làm gì Tiểu Duy rồi. Bắt nó nghe lời, còn truyền tin cho các người. Tô Yên tiếp tục chất vấn, chắc chắn các người đã đe dọa Tiểu Duy, toàn bộ người được các người phái ra đều chết hết, anh thẹn quá hóa giận bèn giết chết Tiểu Duy rồi có phải không? Cô Tô, đó là địa bàn của Lục Cận Phong. Hắc Ưng cười lạnh lùng. Anh ta cứ ngồi trên xe lăn, không tới gần Tô Yên, giọng nói khàn khàn khó nghe, bọn tôi để Tô Duy truyền tin nhưng cậu ta lại là một tên phế vật, bản đồ mang tới là giả, người tôi cử đi điều tra địa điểm không có một ai trở về, tôi còn tưởng rằng tên phế vật Tô Duy đó cũng bị Lục Cận Phong giải quyết rồi, nếu tôi mà là Lục Cận Phong, phát hiện có kẻ bán đứng tôi cũng sẽ không ngại mà giết người diệt khẩu đâu. Chương 412, lẻn vào hang ổ. Tô Yên ngồi khoanh chân lên ghế sofa, giữ một khoảng cách nhất định với Hắc Ưng, mắt nhìn chằm chằm anh ta, như muốn thiêu đốt đối phương, nhưng trên đời này lại chỉ có một Lục Cận Phong, đừng hòng ai nghĩ tới việc thay thế anh ấy, ngay cả giả thiết cũng không được, ai cũng có khả năng giết chết Tiểu Duy nhưng anh ấy thì không. Hắc Ưng ngồi xe lăn nghe vậy thì chấn động trong lòng, tay phải anh ta vô thức siết chặt lấy tay vịn xe lăn, cô tin anh ta tới vậy sao? Ha, trước đây cô và anh ta còn cãi nhau dữ dội như vậy. Cô cũng cho rằng là anh ta, hơn nữa, chính miệng anh ta cũng đã thừa nhận mình hại Tô Duy. Đột nhiên đang nói lại ngừng lại, Hắc Ưng chợt nhận ra anh ta đã lỡ miệng. Quả nhiên Tô Yên giống hệt như con hồ ly gian xảo, cô lập tức trừng mắt nhìn anh ta, vừa nở nụ cười lạnh lùng vừa nói, xem ra trên đảo đúng là có gián điệp, hai vợ chồng tôi cãi nhau, anh lại biết rõ như vậy, cũng có bản lĩnh đấy nhỉ,
dám nằm vùng tới cả địa bàn của chồng tôi, giỏi đấy, có điều anh muốn vượt mặt ám dạ thì cứ ở đó mà mơ đi. Dù gì cũng lỡ miệng rồi, Hắc Ưng cũng không có ý giấu giếm nữa. Sắc mặt anh ta âm u, Lục Cận Phong cãi nhau với cô tới mức muốn ly hôn, vậy mà cô còn một lòng hướng về anh ta. Anh ta dám ly hôn với tôi à? Tô Yên lườm Hắc Ưng một cái, vừa nhìn là biết anh vẫn còn độc thân chưa kết hôn, vợ chồng sống với nhau, cãi nhau cũng là chuyện thường tình, một lúc rồi sẽ lại làm hòa, kể cả tôi và Lục Cận Phong có động tay động chân với nhau thì chúng tôi cũng sẽ không ly hôn, anh tin không? Lục Cận Phong, anh ta không xứng để cô phải như vậy. Tâm trạng Hắc Ưng có hơi kích động, một người đàn ông không bảo vệ nổi cô, khiến cô tức giận, cô còn giữ anh ta lại làm gì? Câu nói này khiến Tô Yên rơi vào suy tư mất một lúc, cô cẩn thận đánh giá Hắc Ưng ngồi xe lăn kia, hỏi một câu đầy tò mò, chúng ta đã từng quen nhau trước đây à? Người ở trước mặt cô đây, bất luận là cách hành sự hay lời nói đều hướng về cô, không làm hại cô ngược lại còn chăm sóc rất tử tế, điểm này khiến Tô Yên vô cùng khó hiểu. Không quen. Hắc Ưng ngoảnh đi chỗ khác, giọng nói vừa khàn vừa toát lên vẻ lạnh lùng, cô Tô, cô ở đây cứ chờ mà nhìn xem tôi vượt mặt ám dạ như thế nào. Hắc Ưng nói xong bèn ra hiệu bằng mắt với người bên cạnh, người này lập tức hiểu ý, bèn đẩy xe lăn của anh ta chuẩn bị rời khỏi. Tô Yên nói, Tiểu Duy là do anh sai người giết chết. Đây là câu trần thuật, chứ không phải câu hỏi. Hắc Ưng phủ nhận, tôi không phải người giết Tô Duy. Hắc Ưng, những người trong giới chúng ta gần như đều biết tôi là điểm yếu của Lục Cận Phong, lúc đầu khi anh bắt tôi tới đây. Tôi còn tưởng rằng anh muốn lợi dụng tôi để đối phó với anh ấy, nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy, cho dù mục đích anh bắt tôi tới đây là gì thì tôi cũng nhất định không để yên cho kẻ đã giết Tiểu Duy. Hắc Ưng quay lưng lại với Tô Yên, anh ta rơi vào im lặng một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì, để người khác đẩy xe mình rời khỏi. Chưa đi được bao lâu, đàn em của Hắc Ưng đã phát hiện ra cánh tay trái của anh ta đang chảy rất nhiều máu, bèn hô to, đại ca, anh lại chảy máu rồi. Hắc Ưng lườm tên đó một cái, có gì phải kinh ngạc như vậy, mau đi gọi bác sĩ Sato tới đây. Vâng. Sato nhanh chóng tới nơi, ông ta là một người đàn ông ngoại quốc khoảng hơn 50 tuổi, sau khi kiểm tra sơ qua vết thương của Hắc Ưng, ông ta bèn lắc đầu, lưu loát nói bằng tiếng Trung, miệng vết thương đã bị loét, phải xử lý lại, nếu cậu còn muốn giữ mạng mình thì tốt nhất đừng đi lại khắp nơi nữa. Hắc Ưng cố nhịn đau, hỏi, mất bao lâu mới hồi phục lại được? Liệu có thể sau một tháng không? Sato tỏ ra rất kinh ngạc, một tháng ư? Không không không, ít nhất phải mất ba tháng mới có thể lắp giả. Được rồi. Hắc Ưng cắt ngang lời Sato, nói, xử lý vết thương trước đi. Nói xong, Hắc Ưng lập tức ngất đi vì mất sức. Đi tới nửa đường, Hắc Ưng mới tỉnh lại được một lát, bèn dặn người bên cạnh, chăm sóc tốt cho cô Tô, không được chọc tức cô ấy. Hiện giờ người trong Vương Bài ai ai cũng biết Hắc Ưng rất xem trọng Tô Yên, bọn họ còn đồn đoán chẳng lẽ đại ca của bọn họ đem lòng thích Tô Yên rồi. Thế chẳng phải sau này Tô Yên sẽ trở thành bà chủ của Vương Bài sao? Được Hắc Ưng dặn dò như vậy rồi, cho nên lúc Tô Yên buồn chán muốn ra ngoài đi dạo một lát, bọn họ cũng cho cô đi luôn. Cô cảm thấy khá bất ngờ vì chuyện này. Vương Bài đã cho sửa chữa lại một vài chỗ trong trụ sở chính của Thiên Lang trước đây, Tô Yên đi tới sân huấn luyện. Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng lần đầu khi cô tới nơi này. Khi ấy Lâu Doanh cũng ở cạnh cô, còn có Hoàng Nam, Bạch Phi Minh, còn Ngô Diệc Long và Lương Văn Dũng đang lục đục với nhau. Tô Yên đi dạo một lúc, đột nhiên cô lại bắt gặp người quen, là Lương Văn Dũng. Anh ta cũng trông thấy cô, sau khi dặn dò người bên cạnh vài câu, anh ta bèn một mình đi tới chỗ Tô Yên. Thật là có duyên, cô Tô, lại gặp nhau rồi. Giọng điệu anh ta có hơi quái gở. Tôi cũng không ngờ một kẻ luôn quyết tâm muốn đoạt lấy vị trí đại ca như anh lại cam tâm tình nguyện làm đàn em của người khác. Tô Yên chế nhạo, đúng là càng lăn lộn trong giới lại càng kém, tốt xấu gì trước đây cũng là người đứng thứ hai, giờ đã lăn lộn tới vị trí nào rồi. Nhìn quần áo anh đang mặc thì chắc cũng chỉ xứng hạng làm con tốt thí mạng cho người khác thôi nhỉ. Quần áo trong Vương Bài được phân theo cấp bậc, người mặc đồ đen là người bên cạnh Hắc Ưng, mặc đồ trắng thì là người của trụ sở cũ Thiên Lang. Mà ở trong trụ sở cũ của Thiên Lang lại phân ra nhiều cấp khác. Lương Văn Dũng mặt này âm u, cười lạnh mà nói, cô Tô đây lăn lộn trong giới cũng không tồi, nhưng sao lại bị bắt vào đây rồi? Tô Yên mỉm cười, về thăm lại chốn xưa. Tâm trạng cô Tô tốt thật đấy, chỉ là đại ca mới vui buồn thất thường,
hôm nay có thể biệt đãi cô, nói không chừng ngày nào đó cô sẽ không còn được nhìn ánh mặt trời ngày hôm sau nữa đâu. Hai người bọn họ, từng lời nói ra đều ẩn chứa ý đay nghiến châm chọc đối phương. Xem ra anh hiểu rất rõ về vị đại ca mới này. Ánh mắt Tô Yên thoáng lóe lên một tia tinh ranh, trong lòng bắt đầu tính kế, Lương Văn Dũng, tôi biết anh không cam tâm làm một tên đàn em, tôi trông cơ thể của vị đại ca mới kia bèn thấy khả năng cao anh ta là một con bệnh ốm yếu, làm gì được khỏe mạnh cường tráng như anh, trên đời này, kẻ mạnh mới là vua. Lương Văn Dũng cười gằn, cô Tô thực sự rất biết tính toán đấy, có điều cô đừng xem thường Hắc Ưng, anh ta có thể ngồi lên vị trí hiện giờ, cô thật sự nghĩ rằng anh ta không có chút bản lĩnh nào sao. Cô Tô có muốn thoát thân thì chi bằng đi lấy lòng Hắc Ưng trước đi. Lương Văn Dũng cố tình nhấn mạnh hai chữ lấy lòng, Tô Yên lập tức nổi giận quát, không biết liêm sỉ. Anh ta bật cười ha hả, sau đó lướt qua người Tô Yên. Chuyện Lương Văn Dũng chọc tức Tô Yên nhanh chóng chuyển tới tai Hắc Ưng, Lương Văn Dũng vừa mới vào phòng thì đã bị người khác xách nách đưa đi. Anh ta nghệt mặt ra rồi nổi giận quát, các người làm gì đấy, làm gì đấy. Những người lôi anh ta đi đều là đàn em thân cận của Hắc Ưng, bọn họ kéo anh ta ra sân huấn luyện, không nói không rằng ấn đầu anh ta vào bồn nước. Lúc này, hầu hết người trong vương bài đều ra sân luyện tập, thế là bọn họ đều được chứng kiến cảnh tượng Lương Văn Dũng nhận sự trừng phạt này. Lương Văn Dũng ra sức giãy giụa, chân tay đấm loạn xạ nhưng đều không có tác dụng, anh ta bị giữ chặt lại, không biết đã bị ấn đầu vào bồn nước lần thứ bao nhiêu rồi, lúc này anh ta cảm thấy mình không thể hít thở được. Giống như sắp sửa chết tới nơi. Cuối cùng Lương Văn Dũng không còn hơi sức đâu mà vùng vẫy nữa, anh ta được thả ra, nằm vật trên sân huấn luyện. Đại ca Hắc Ưng đã nói, sau này phải lễ phép kính trọng cô Tô một chút, nếu không thì cho mày uống vài ngụm nước như này là chuyện vô cùng đơn giản. Lương Văn Dũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, hóa ra lý do là bởi anh ta đắc tội với Tô Yên. Trên sân huấn luyện cũng có người của Thiên Lang ngày xưa, dù gì Lương Văn Dũng cũng từng là nhân vật có tiếng. Giờ lại như hổ xuống đồng bị chó nhà ức hiếp thế này, anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt, giống như mình vừa bị tát cho mấy cái, hai má nóng như bốc lửa vừa nóng vừa cay. Có tấm gương của Lương Văn Dũng, không một ai dám bắt nạt Tô Yên nữa. Tô Yên cũng không biết chuyện Lương Văn Dũng bị trừng phạt, lúc cô ra ngoài đi dạo lại lờ mờ phát hiện ra có gì đó không đúng. Còn chưa nghĩ ra được chuyện đó là gì thì đột nhiên cô đã bị ai đó vỗ vai. Cô giật mình. Ngoảnh đầu lại nhìn thấy người trước mặt thì lập tức tỏ ra nghi hoặc anh. Chương 413, làm thế nào để dỗ chồng rất gấp? Tô Yên cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì dáng vẻ của người đứng trước mặt mình hiện giờ rất giống với Lục Cận Phong. Nhưng điều khó hiểu là, gương mặt kia lại quá tầm thường, không hề đẹp. Chỉ có cảm giác mà người đó mang lại cho cô, quả thực rất giống. Ông xã! Tô Yên kêu lên một tiếng đầy vẻ thăm dò. Sau đó cô lại giơ tay ra vuốt vuốt gương mặt của người kia, quả nhiên, khuôn mặt hơi nhăn lại. Là mặt nạ da người. Tô Yên vô cùng mừng rỡ, ông xã, em biết anh sẽ đến mà. Vừa nói, Tô Yên vừa định ôm chặt lấy Lục Cận Phong như ôm một chú gấu. Còn chưa ôm, Lục Cận Phong đã vội vàng lui lại đằng sau hai, ba bước, bộ dạng nhất mực cung kính với cô, lớn giọng nói, cô Tô. Tô Yên đang lơ mơ không hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng người gọi, cô Tô, đại ca Hắc Ưng kêu cô về ăn cơm tối. Lục Cận Phong ra hiệu bằng mắt với Tô Yên, cô bèn quay lại trừng mắt nhìn người gọi cô về ăn cơm, tôi đau bụng phải vào nhà vệ sinh, anh về bảo Hắc Ưng đợi đi. Vâng, người kia cung kính rời đi. Thấy người đó vừa đi khỏi, Tô Yên lại đổi sang khuôn mặt tươi cười, ông xã, sao anh lại hóa trang thành bộ dạng này vào đây, khuôn mặt này. Cũng xấu quá đi. Lục Cận Phong vì muốn biến mình xấu đi mà không những mang mặt nạ ra người, anh còn gắn thêm một cái nốt ruồi giả ở rear map, trên nốt ruồi còn cắm một sợi râu. Lục Cận Phong hắng giọng một cái, đồng thời đưa tay lên vuốt vuốt sợi râu cắm trên mụn ruồi, nghiêm mặt nói, bất cười đùa cợt nhả với nhanh, vừa vào trong này anh đã nghe nói Hắc Ưng đối đãi với em rất tốt, ai cũng đồn rằng anh ta muốn để em làm bà chủ vương bài, ngay cả Lương Văn Dũng cũng bị tính sổ vì lỡ đắc tội với em đó. Tô Yên lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cứ trông thấy sợi râu trên nốt ruồi của Lục Cận Phong là cô lại không nhịn được cười, xin lỗi nhưng mà thật sự là em không nhịn được, ông xã, sao anh không ngụy trang đẹp đẹp lên một chút, à đúng rồi, anh vào đây bằng cách nào? Vương bài tuyển người mới, anh đăng ký tham gia, giả vờ lẻn vào trong đây. Lục Cận Phong lại mắng, em nghiêm túc một chút đi. Đây đúng là kiểu cáo đội lốt hổ mà.
Tô Yên vừa cười vừa nhảy bổ vào ôm eo Lục Cận Phong, còn giận sao? Em làm anh giận, là em chọc giận anh rồi. Tô Yên còn không quên cù lét Lục Cận Phong. Anh vẫn tỉnh bơ, tỏ ra không hề ngứa. Tô Yên thấy vậy thì không tin, cô bèn ôm lấy cổ anh, nhảy phát lên người, Lục Cận Phong theo thói quen giang hai tay ra đỡ lấy mông cô. Anh bị cô chỉnh cho bất lực, chỉ đành tỏ ra giận dữ mắng, anh vẫn đang giận lắm, đừng có bày bộ dạng đo ra với anh làm gì, làm nũng cũng vô dụng, xuống đi. Không, Tô Yên học theo dáng vẻ làm nũng ăn vạ trước đây của Lục Cận Phong, cô cứ như con chuột túi nhỏ đu lên người anh, không mà, nào, hôn cái. Tô Yên chu môi lại gần anh, trông thấy gương mặt giả anh ngụy trang vào, cô thực sự không thể nào hôn xuống ngay được, bèn chân thành nhìn thẳng vào anh, nói, ông xã, anh như thế này khiến em có cảm giác như mình đang hôn một người khác ngay trước mặt anh. Lục Cận Phong. Lúc này, ở đằng xa có tiếng người gọi. Vương Đức An, đi đâu rồi? Lục Cận Phong liếc nhìn đằng xa kia, vội vàng buông Tô Yên xuống, có người gọi anh. Nếu em không muốn anh bị ăn phạt như Lương Văn Dũng thì tránh xa anh một chút. Vương Đức An, cái tên này cũng quá thời thượng rồi. Tô Yên vuốt mặt Lục Cận Uyên một cái, nhân cơ hội trêu chọc anh, tiểu an tử, đừng tức giận, trước đây là do em đã sai, thật sự xin lỗi anh. Tô Yên vẫn còn hiểu đạo lý chút, biết sai có thể sửa, giữa vợ chồng với nhau, sai là sai, cũng phải nói một câu xin lỗi. Có người nào đó, bắt đầu lên mặt rồi. Lục Cận Phong nói bằng giọng điệu quái gở, ha, sao cô cả Tô lại sai được, có sai thì cũng là người khác sai, cô ở đây sống cũng tốt ghê, đâu cần người khác quan tâm. Chết rồi, ông xã lại giận rồi, đúng là kiểu không dễ để dỗ dàng mà. Tô Yên cũng biết trước đây cô đã không tin tưởng Lục Cận Phong, làm tổn thương lòng tự trọng của anh. 2. Tô Yên lại thở dài. Người gọi Lục Cận Phong ban nãy đã đi tới chỗ họ. Anh ta cũng là người mới vào. Tên là Hiện Đình, gần 20 tuổi, tướng mạo trắng trẻo khôi ngô, giống mấy cô cậu thanh niên trẻ trung hơi giống con gái trong phim, môi hồng răng trắng. Còn cái tên là Hiện Đình, lại toát lên sự hiên ngang phong độ. Có lẽ người thân trong gia đình cũng mong cậu ta có thể trưởng thành thật khí khái giống với cái tên, nhưng không ngờ cậu ta lại xinh đẹp như vậy, nếu đây là một đứa con gái thì chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân mất. La Hiện Đình đi tới, một tay kéo Lục Cận Phong đi, Vương Đức An. Hóa ra anh ở đây à, mau đi thôi, huấn luyện viên đang điểm danh đó, tới muộn là chịu phạt bây giờ. Tô Yên dán mắt nhìn La Hiện Đình kéo cái tay của Lục Cận Phong, hai mắt cô trợn to lên. Hai tên đàn ông lớn tướng, lôi lôi kéo kéo làm gì vậy, bỏ ra bỏ ra. La Hiện Đình tỏ ra hơi ái ngại, da mặt cậu ta mỏng, rất nhanh đã buông Lục Cận Phong ra, tôi không có ý đó nha. Lục Cận Phong liếc Tô Yên một cái, đoạn lại kéo kéo cánh tay của La Hiện Đình. Tôi thấy thế này cũng tốt, hai người đàn ông nắm tay nhau thì làm sao? Cô Tô, bọn tôi còn phải đi tập luyện, không làm phiền tới cô và đại ca Hắc Ưng dùng bữa tối nữa. Nói rồi, Lục Cận Phong dắt tay La Hiện Đình rời đi. Tô Yên tức nổ phổi, dưới ánh hoàng hôn, Lục Cận Phong hóa trang thành một tên xấu xí đang tay trong tay với một cậu trai ưa nhìn, cảnh tượng đó. Sao mà ngứa mắt thế không biết? Trước đây cô còn dễ dàng phô trương thanh thế một chút với đám phụ nữ vây xung quanh Lục Cận Phong, thậm chí không cần coi bọn họ ra gì, nhưng giờ lại xuất hiện một tình địch nam, cái tên này, làm sao để chỉnh đốn đây? Tô Yên ngước nhìn nắng chiều rải xuống, thở dài một hơi. Ông xã nổi giận rồi, làm sao để dỗ đây? Cô sốt ruột lắm rồi. Tô Yên lê từng bước chân nặng nề về phòng, quả nhiên, Hắc Ưng lại tới. Cũng đã một tuần kể từ lần gặp mặt trước rồi nhỉ? Trên bàn ăn có bày biện vài món mà Tô Yên thích. Thấy Tô Yên tới, Hắc Ưng bèn vẫy vẫy tay phải, cô Tô, ngồi xuống ăn đi, đợi nữa là nguội đó. Nắng chiều hôm nay đẹp như vậy, ăn cơm trong phòng thì có gì vui, tôi muốn ăn cơm ở sân huấn luyện. Tô Yên nói, dọn chỗ này ra sân huấn luyện đi, vừa hay tôi cũng muốn xem những người mới gia nhập vương bài tập luyện như thế nào, đánh giá giúp anh xem các người có khả năng vượt qua được ám dạ hay không. Thời tiết hôm nay đẹp thật. Lúc này đang là 6 giờ chiều tối, nắng chiều vẫn khá đẹp. Hắc Ưng nhìn chằm chằm Tô Yên một lúc, sau đó quay sang nói với người bên cạnh, dọn bàn cơm ra sân huấn luyện. Đại ca, anh cũng đi sao? Ông Sato nói vết thương của anh. Không chết được, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, dọn ra đó đi. Hắc Ưng ra lệnh rồi, lập tức có người đẩy xe lăn cho anh ta ra sân huấn luyện. Tô Yên nhìn cánh tay trái của Hắc Ưng,
Trước đây cô không biết anh ta bị thương ở chỗ nào, giờ mới thấy, hình như cánh tay trái của Hắc Ưng có gì đó không ổn. Cô chưa từng thấy anh ta chìa cánh tay trái ra bao giờ. Cánh tay trái. Tô Yên nhớ ra chuyện sau khi Tô Duy xảy ra chuyện, cậu ấy chỉ còn lại cánh tay cụt. Cô Tô. Hắc Ưng ngoảnh lại gọi, đi thôi. Dòng suy nghĩ của Tô Yên bị cắt ngang, cô lại nhớ tới cảnh tượng La Hiện Đình lôi lôi kéo kéo Lục Cận Phong, bèn sải bước đi tới sân huấn luyện. Đợt này Vương Bài lại tuyển thêm 50 người mới, những người mới đều có mặt đầy đủ ở sân tập, được huấn luyện viên chỉ dạy. Hắc Ưng cho người lên dựng một cái ô thật lớn, bày bàn ghế, đồ ăn thức uống, hoa tươi lên trên bàn, trông rất hưởng thụ. Tô Yên ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn những người bên dưới sân tập, vừa nhìn đã thấy Lục Cận Phong, bên cạnh anh còn có La Hiện Đình, hai người đó đang thì thầm vào tai nhau, không biết là đang nói chuyện gì. Chương 414, biến thành chú chim công kiêu ngạo. Tô Yên tỉnh bơ dùng cơm, không nhìn chăm chăm Lục Cận Phong nữa. Hắc Ưng ngồi ở phía đối diện Tô Yên, anh ta chỉ nhìn tùy ý lướt qua đám người mới được tuyển vào Vương Bài. Huấn luyện viên thấy Hắc Ưng tới tận sân tập thì có phần cảm thấy căng thẳng, ông ta bèn đi tới trước mặt Hắc Ưng chào hỏi một tiếng, đại ca Hắc Ưng, hôm nay tôi sẽ dạy bọn họ vài chiêu thức đánh nhau cơ bản. Giọng nói của Hắc Ưng khàn khàn, rất khó nghe. Tô Yên liếc nhìn Hắc Ưng một cái, lại tiếp tục ăn, đồng thời ngắm cảnh đẹp hoàng hôn. Lục Cận Phong ở phía dưới cũng không nhìn Tô Yên dù chỉ một lần, dù sao trạng thái của hai vợ chồng nhà này chính là em không nhìn anh thì anh cũng không nhìn em. Lục Cận Phong là người luyện võ, giờ lại đóng giả làm người mới vào Vương Bài, đương nhiên anh sẽ không tỏ ra quá nổi bật, đây cũng không phải mục đích anh vào trong này. Anh hóa trang thành một người có gương mặt bình thường, thu lại khí chất, thật sự không hề nổi bật khi đứng trong đám đông. Đánh cận chiến cần phải đánh cặp với nhau. La Hiện Đình bị phân vào nhóm khác, một chàng trai mặt hoa da phấn xinh như con gái, mấy ông con trai thực thụ nhìn cậu ta như vậy thì không nỡ xuống tay. Khuôn mặt đẹp như vậy, nếu mà bị đấm bầm dập thì đau lòng biết bao. Hắc Ưng vẫn đang ngồi ở bên trên, làm gì có chuyện huấn luyện viên cho bọn họ tập luyện hời hợt được, ông ta đi tới, chỉ tay vào Lục Cận Phong, cậu với cậu ta đánh cặp, dùng toàn lực cho tôi. Lục Cận Phong không nói không rằng đi tới trước mặt La Đình Hiệt. Hỏi có chịu được đòn không? Vương Đức An, tôi chưa đánh nhau bao giờ. La Hiện Đình rụt rè e sợ đáp. Thấy những người phía dưới cứ lằng nhằng chưa chịu đánh đấm, Hắc Ưng cũng chú ý tới La Hiện Đình, người này thật sự rất đẹp. Sao lại tuyển một cô gái vào đây vậy? Mọi người không nhịn được mà cười ầm lên. Nghiêm túc chút đi. Huấn luyện viên hô to, sau đó cung kính nói với Hắc Ưng, đại ca, người này là đàn ông. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại được tuyển vào đây, xinh đẹp hơn cả con gái, không ai nỡ ra tay với cậu ta. La Hiện Đình thẹn thùng cúi đầu. Hắc Ưng cười giễu, đưa tới phòng Lương Văn Dũng, nói với anh ta đây là quà tôi thưởng cho. Đây thật sự là coi người ta như phụ nữ, lại còn tặng cho đàn ông. Nghe xong, sắc mặt Tô Yên lập tức thay đổi, La Hiện Đình cũng bối rối, lo sợ nói, đại ca Hắc Ưng, tôi. Hắc Ưng. Anh làm vậy cũng ghê tởm quá rồi. Tô Yên suýt thì ói hết đống thức ăn trong miệng ra, không ăn nổi nữa, tôi về phòng nghỉ đây, không còn hứng ăn gì luôn. Dứt lời, Tô Yên bèn đứng dậy định rời đi. Thấy Tô Yên tức giận bỏ đi, Hắc Ưng bèn nhíu mày, bỏ đi, cứ giữ lại cho tập luyện một thời gian xem thế nào. Nói rồi anh ta cũng rời đi. Đợi người đi hết, Lục Cận Phong mới ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Tô Yên đi. Màn đêm buông xuống. Tô Yên đang đợi trong phòng. Cô ngầm ra hiệu với Lục Cận Phong, gần một giờ sáng, đột nhiên cô muốn ăn khuya nhưng lại ghét đồ ăn do người dưới phòng bếp nấu quá khó ăn, cho nên muốn tự mình nấu. Một giờ sáng, Tô Yên nấu nướng trong bếp, bên ngoài có người canh giữ, mệt muốn chết. Tô Yên nói, anh về ngủ đi, đây là trụ sở chính của Vương Bài, người nào ra vào cũng đều có người trông coi, tôi còn có thể chạy trốn được không? Người kia thật sự mệt chỉ muốn đi ngủ. Thấy lời Tô Yên nói cũng có lý, anh ta bèn ngáp một cái rồi nói, cô Tô ăn xong rồi thì về phòng nghỉ đi nhé. Đi đi. Tô Yên xua tay. Người kia rời khỏi chưa được bao lâu thì Lục Cận Phong tới. Tô Yên đã sớm quan sát xung quanh, không có ai giám sát, cũng không có camera an ninh, thế là cô bèn vội vàng chạy tới kéo kéo tay Lục Cận Phong, chồng em đúng là thông minh, ám hiệu khó như vậy mà anh cũng hiểu. Một chút hứng ăn cũng không có. Chính là chỉ một giờ sáng hẹn gặp ở phòng bếp. Hừ,
Lục Cận Phong lạnh lùng nhìn vào trong nồi, anh đi tuần, vô tình đi ngang qua nên vào xem thế nào thôi, đừng tưởng bở. Tô Yên trừng mắt nhìn Lục Cận Phong, không nói gì. Lục Cận Phong bị cô nhìn cho mất cả tự nhiên, bèn hỏi, sao thế? Không vui à, lại muốn cãi nhau với anh? Tô Yên thật thà lắc đầu, vẻ mặt chân thành, hỏi, ông xã, lúc trước lúc anh dỗ em, có phải trong lòng cảm thấy rất bất lực, cảm thấy người phụ nữ này thật khó chiều, hoàn toàn vô lý, thấy em thật phiền phải không? Ha! Lục Cận Phong cười lạnh lùng, em cảm thấy hiện giờ anh đang rất vô lý. Khó chiều, phiền phức lắm hả? Không phải không phải. Tô Yên khoát tay, cô làm gì dám thêm dầu vào lửa chứ, đây là tình cảm thật lòng. Ông xã, em thích anh như vậy, yêu chết đi được, chồng em giận mà cũng đáng yêu. Tô Yên nói xong, chính mình cũng cảm thấy lời này có hơi quen thuộc. Đây chẳng phải chiêu Lục Cận Phong dùng để dỗ cô hồi trước sao? Cô quen Lục Cận Phong lâu như vậy rồi, trong ký ức của cô, hình như chỉ toàn là anh dỗ dành cô. Hai, cô cũng chiều chuộng anh một lần vậy, cho anh được trở thành một chú chim công nhỏ kiêu ngạo. Tô Yên kéo tay Lục Cận Phong, thái độ rất chân thành, ông xã, là do em không hiểu đạo lý, là em sai, em không nên chọc tức anh, cãi nhau với anh, không nên tức giận mà bỏ đi, không nên. Lục Cận Phong nghe cô nói đến là thấy trong lòng vui vui, đột nhiên anh không muốn tiếp tục giận cô nữa. Vốn từ của Tô Yên bắt đầu nghèo đi rồi. Ừ thì, Lục Cận Phong lười biếng liếc cô một cái, không nên cái gì cơ. Không nên làm anh lo lắng. Tô Yên nói rất chân thành, em bị bắt tới nơi này, ông xã, chắc anh phải lo lắm. Em nghĩ nhiều rồi, anh chẳng lo chút nào. Lục Cận Phong tỉnh bơ nói tiếp, em thông minh như vậy, đương nhiên sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình. Thế sao anh còn lẻn vào đây làm gì? Anh vào đây chủ yếu là muốn điều tra một chuyện. Tiện thể tìm em thôi. Tô Yên. Thật là đáng hận mà. Lục Cận Phong đi ra ngoài, Tô Yên lập tức đi theo sau, cô thấp giọng hỏi, đi đâu đấy? Anh không lên tiếng, Tô Yên tưởng anh định làm chuyện gì quan trọng, bèn cẩn thận đi theo anh. Băng qua sân huấn luyện, tránh được mọi giám sát, hai người đi tới sân sau của trụ sở. Chỗ này toàn là đồ đạc linh tinh, còn lại chẳng có gì. Tô Yên càng tò mò hơn. Cô định mở miệng thì đột nhiên Lục Cận Phong lại kéo tay cô nấp vào bên cạnh. Là tiếng xe lăn, nó đang tới gần. Hắc ưng tới. Hắc ưng đi ra từ đằng sau một đống đồ lặt vặt, anh ta luôn đeo mặt nạ. Người đẩy xe lăn nói, đại ca, chúng tôi đã tìm thấy nơi ở của Chu An rồi, người phụ nữ sống cùng anh ta rất đáng nghi. Chương 415, cánh tay trái của Hắc ưng là giả. Tô Yên đã rất lâu không hề nghe thấy cái tên Chu An này. Tô Yên liếc nhìn Lục Cận Phong bên cạnh, vẻ mặt Lục Cận Phong nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hắc ưng. Hắc ưng quay xe lăn, hướng về phía Tô Yên, đeo mặt nạ, cũng không nhìn ra vẻ mặt của cậu ta. Người phụ nữ nào? Một người phụ nữ bụng bự, trông vô cùng bình thường. Tôi đã cử người theo dõi khu vực lân cận nơi ở của Chu An trong vài ngày, phát hiện ra rằng vào mỗi buổi tối Chu An sẽ cùng một người phụ nữ bụng to đó đi dạo bên sông, cũng rất ngoan ngoãn. Vâng lời người phụ nữ đó. Người phụ nữ bụng to. Hắc ưng chế nhạo, tôi còn thật sự nghĩ anh ta thâm tình với Tần Nhã Hân đến thế nào, mới chỉ có bao lâu, anh ta đã dính dáng đến người phụ nữ khác. E rằng trước khi Tần Nhã Hân chết, anh ta đã gian díu, có con với người khác rồi, cứ tiếp tục theo dõi, không cần phải đánh rắn động cỏ đâu. Vâng, đại ca, người đó ngập ngừng nói, đại ca, anh thật sự định giữ cô Tô ở lại đây mãi sao? Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ của đại ca ám dạ. Giữ ở lại vương bài của chúng ta, rốt cuộc có. Lưu Dịch, đây không phải chuyện mà anh nên hỏi. Trong giọng điệu của Hắc ưng xen lẫn sự không hài lòng. Một chút do dự thoáng hiện trên mặt Lưu Dịch, nhưng cuối cùng anh ta cũng đánh bạo hỏi, đại ca, chẳng lẽ anh thật sự muốn kết hôn với cô Tô sao? Bây giờ trên dưới vương bài đều đang đồn đãi. Lưu Dịch. Hắc ưng giận dữ gầm lên một tiếng, ai đang khoa môi múa mép thế? Nếu còn có ai bán tán sau lưng về cô Tô, toàn bộ cút ra khỏi vương bài hết cho tôi. Cô ấy là người mà mấy người có thể bàn tán được sao? Đại ca, Lưu Dịch vừa ngạc nhiên cũng vừa khó hiểu, anh ta không biết Hắc ưng đối với Tô Yên như thế nào. Đưa tôi về. Vâng. Lưu Dịch đẩy Hắc ưng ra. Chờ những người khác đi rồi, Tô Yên mới thu hồi ánh mắt lại, nói, Lục Cận Phong. Bọn họ nói. Lục Cận Phong cũng đột nhiên quay đầu lại, hai người tiến lại gần nhau, đồng thời nghiêng đầu, đôi môi Lục Cận Phong lướt qua mặt Tô Yên,
giống như lông vũ mềm lướt qua trên mặt, ngứa ngáy. Bốn mắt chạm nhau, nhịp tim Tô Yên chậm lại nửa nhịp, có cảm giác như đang hẹn hò lúc mới gặp nhau. Ngọt ngào, khiến một mảnh trái tim phải mềm ra. Không đợi Lục Cận Phong nói, trong lòng Tô Yên rung động, dùng hai tay ấn Lục Cận Phong dựa vào tường bên cạnh, kiễng chân lên, anh đang dụ dỗ em à. Lục Cận Phong. Đó giờ luôn là Lục Cận Phong chủ động, lúc này Tô Yên lại trực tiếp nhào tới hôn, có chút nôn nóng, nên đã bất cẩn cắn môi Lục Cận Phong. Mùi máu tanh lan tràn trong miệng hai người, trong lòng Lục Cận Phong thở dài, để anh làm cho. Ngay lúc Lục Cận Phong đang chuyển bị động thành chủ động, Tô Yên dùng hai tay đè anh xuống lại, nhìn anh chằm chằm, không cần, anh cứ đứng đó hưởng thụ là được rồi. Lục Cận Phong lặng lẽ quay đầu sang một bên im lặng, Tô Yên lại hôn anh, một lúc sau, Lục Cận Phong tranh thủ nói một câu, anh cảm giác như bị heo cắn vậy. Đã đi theo anh lâu như vậy rồi mà kỹ năng hôn của em vẫn không chút cải thiện. Lời này giống như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô. Tô Yên bị đả kích nặng, liếc Lục Cận Phong một cái rồi quay mặt đi. Lần sau anh sẽ dạy lại em đàng hoàng. Lục Cận Phong nói xong câu đó, liền trực tiếp bước đến chỗ Hắc Ưng vừa rồi, tìm kiếm xung quanh thứ gì đó. Tô Yên tò mò, anh đang tìm cái gì thế? Lục Cận Phong không trả lời mà hỏi ngược lại, em và Hắc Ưng quen nhau khi nào vậy? Anh ta đối xử rất tốt với em. Đây chắc chắn là một câu hỏi toi đời. Chỉ cần có chút bất cẩn, sẽ lại chọc Lục Cận Phong xù lông lên. Tô Yên hiện tại không đoán ra được Lục Cận Phong có ý gì, không biết đang nắng hay mưa, giống như phụ nữ đến nhà người gì đã có chồng, rất khó hầu hạ, rất khó nắm bắt. Tô Yên vội vàng bày tỏ, em tuyệt đối không tán tỉnh bất cứ người đàn ông nào khác sau lưng anh. Em thậm chí không biết Hắc Ưng đó trông như thế nào nữa. Tại sao anh ta lại đối xử tốt với em cũng không biết nữa. Lục Cận Phong quái gở lạnh lùng hứ một tiếng, điểm này rất giống với dáng vẻ tức giận của Tô Yên lúc trước. Ra đầu Tô Yên tê dần, cô làm nũng gọi một tiếng, chồng à, anh yêu à, cục cưng à. Gọi cha cũng không có ích gì đâu. Cuối cùng cũng tàn nhẫn giết sạch rồi à. Tô Yên, Lục Cận Phong, anh vừa học vừa khoe khoang à, học cũng nhanh quá đấy nhỉ. Đây là đang dùng những lời nói trước đây của cô để đáp trả lại cô. Lục Cận Phong ngồi xổm trên mặt đất, lấy tay gõ xuống mặt đất, bên tai chăm chú lắng nghe âm thanh dưới đất. Vương Đức An, Vương Đức An. La Hiện Đình lại đến rồi. Lục Cận Phong đứng thẳng người nói với Tô Yên, em về trước đi. Không phải anh tới đây để đưa em đi sao? Tô Yên hỏi, anh đang tìm cái gì thế? Không vội, Lục Cận Phong không nói nhiều, bước chân của La Hiện Đình đã tới gần, Tô Yên chỉ có thể đi trước. Quay trở lại phòng, Tô Yên có chút bực bội, ngay cả dụ dỗ mỹ sắc cũng vô dụng với Lục Cận Phong, thật là khó xử lý mà. Tô Yên ở trên giường quay qua quay lại, được một chút đã ngủ say rồi. Nửa đêm trời đổ mưa. Tô Yên nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa, quên đóng cửa sổ, mưa tạt vào, gió lạnh lùa vào trong, cô đứng dậy đi đóng cửa sổ, đột nhiên liếc nhìn thấy tầng dưới ở cách đó không xa chợt thoáng lên một tia sáng. Đó là ánh sáng của đèn pin. Đánh giá về hình dáng, đó có vẻ là La Hiện Đình. La Hiện Đình lén lén lút lút đi tòa nhà, mặc dù trong lòng Tô Yên rất tò mò, nhưng cô cũng không ra ngoài xem thử. Đây cũng không phải là nơi mà cô có thể tùy tiện đi lại. Mãi đến ngày hôm sau, Tô Yên mới biết đã xảy ra chuyện. Thi thể của La Hiện Đình được người ta phát hiện trong hồ nước trên thao trường. Một người đàn ông đẹp như vậy, một mạng sống cứ như vậy đã mất rồi. Tô Yên kinh ngạc chạy đến thao trường xem, xung quanh thao trường có rất nhiều người, thi thể của La Hiện Đình được trục vớt đặt lên rồi đặt trên mặt đất, phủ một tấm vải trắng, rồi nhanh chóng được khiêng đi. Trong đám đông có người đang nhỏ giọng xì xào. Nghe nói đêm qua La Hiện Đình đã đi giết đại ca Hắc Ưng, nên mới xảy ra chuyện đấy. Làm sao một kẻ nhút nhát như vậy lại có đủ dũng khí để giết Hắc Ưng được chứ? Tôi e rằng người này vào đây là có mưu đồ khác. Chuyện này thật bất ngờ, còn lý do thì rất khiên cưỡng. Tô Yên nhận thấy Lục Cận Phong cũng đang ở bên ngoài đám đông, cô đưa mắt hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lục Cận Phong lắc đầu với Tô Yên. Ra hiệu cô đừng quan tâm đến. Huấn luyện viên đến, sơ tán mọi người đi, Lưu Dịch đi tới trước mặt Tô Yên, cô Tô, đại ca đang chờ cô cùng nhau ăn sáng. Nghe nói Hắc Ưng lại tìm cô, Tô Yên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Buổi sáng lần này không ở trong phòng, mà là trong nhà ăn. Khi Tô Yên đến, quả nhiên Hắc Ưng đã đợi sẵn.
vẫn đeo mặt nạ, mặc một đồ đen. Hắc ưng, anh có gì không thể gặp người khác à? Đi đâu cũng phải đeo mặt nạ. Cô Tô, ngồi xuống ăn sáng đi. Hắc ưng tránh né trọng điểm, đâu đều là những món cô thích. Tô Yên không có chút tâm trạng nào, cô lạnh lùng liếc nhìn bữa sáng trên bàn, hỏi tại sao La Hiện Đình lại chết. Hắc ưng nói, bị chết đuối, tôi đã cho người khám nghiệm tử thi. Là bị chết đuối. Đêm qua trời mưa và nước trong hồ cũng dâng cao, cộng với đường trơn trượt, ngã xuống hồ rồi chết đuối cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nửa đêm qua tôi có nhìn thấy anh ta. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta bước vào tòa nhà này. Trong tòa nhà này chỉ có anh và tôi ở. La Hiện Đình nhắm vào anh, vì vậy anh đã giết anh ta. Chỉ là một người không quan trọng mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi. Cô Tô, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Giọng điệu của Hắc ưng hoàn toàn thờ ơ, một mạng sống, chết thì chết thôi. Hắc ưng. Trong lòng Tô Yên tức giận, vươn tay bắt lấy cánh tay trái của Hắc ưng, nhưng khi tay cô vừa chạm vào thì cả người cô đã sững sờ. Cánh tay trái của Hắc ưng là giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.